Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. chương 3206, độ chơi 1. Thấy có người xuất hiện, đám người nhậm thanh viễn cảnh giác, lấy ra vũ khí, đang muốn chiến một trận, ngay sau đó thấy rõ bộ dáng của đối phương. Là lạc sư, nhậm thanh viễn nói. Giờ phút này tưởng phương du, là càn trinh cũng nhận ra được. Lạc nhiều khi bọn họ đều gặp, xuất trần thoát tục, gặp mặt một lần, liền có thể ghi nhớ, chắc chắn sẽ không nhận sai chỉ là sao nàng sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây không nên cùng trương huyền về trương gia chấn thủ long hồ sơn địa quật sao chẳng lẽ nàng là dị linh tộc lông mày là càn trinh nhíu một cái sát khí sôi trào tuy nhận trương huyền làm gia chủ nhưng vị này ban đầu ở lạc gia gây rối một hạ nhân đánh bọn họ không hề có lực hoàn thủ hắn còn nhớ ở trong lòng sau đó cẩn thận điều tra người này giống như đột nhiên xuất hiện trước đó chưa bao giờ có bất cứ tin tức gì không có sư thừa, không có lai lịch, vừa xuất hiện liền nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Để cho người ta không nghi ngờ cũng khó khăn. Nghe hắn nói như vậy, hai người khác nhìn lại, chỉ thấy lạc nhược hy nhìn thấy thi thể đầy đất, trên mặt không lộ ra cảm xúc đặc biệt, mà tìm kiếm khắp nơi, hình như đang tìm cái gì. Nếu như đột nhiên nhìn thấy nhiều tộc nhân chết ở chỗ này như vậy, khẳng định sẽ tâm linh thất thủ. Không đến mức bình tĩnh như thế a à. Nhậm thanh viễn nói, 10 vạn dị linh tộc, tất cả đều chết ở chỗ này, có thể dao động căn cơ, nếu như đối phương là dị linh tộc, tất nhiên sẽ hiện ra đủ loại biểu lộ, hiện tại một chút cũng không có, đủ để chứng minh vấn đề. Nhậm sư, lạc tộc trưởng, tưởng tộc trưởng, các người có nhìn thấy Trương Huyền không? Ba người đang truyền âm, chỉ thấy nữ hài cũng phát hiện bọn họ, nhìn lại, ôm quyền hỏi. Trương Huyền, Trương Sư cũng tới. Nhậm thanh viễn sững sờ. Audio điện tử võ tấn bền. Hôm qua bọn họ mới tách ra, trương sư vội vã trở về trương gia. Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ừm, hôm qua trương huyền một người giải quyết nguy cục ở long hồ sơn địa quật, liền tiến vào phong ấn. Ta tìm rất lâu mới tìm được nơi này. lạc nhược hy gật đầu. Tình huống ở long hồ sơn địa quật ta có biết một chút. Nếu như không đoán sai, ít nhất có một vạn dị linh tộc chấn thủ. Một người giải quyết có ý tứ gì? tưởng phương du mang theo nghi ngờ nhìn lại. Người gia tộc bọn họ du tẩu ở Long Hổ Sơn địa quật cùng địa quật mà lạc gia chấn thủ, đối với tình huống song phương biết rất kỹ càng. Long Hổ Sơn địa quật là một trong sáu địa quật lớn nhất của đại lục, cường giả dị linh tộc vô số, trương gia chấn thủ cũng không quá an toàn, một người giải quyết. Làm sao có thể là có một vạn binh sĩ dị linh tộc, hôm qua Trương Huyền nói đi dò xét một cái, liền thuận tiện giết sạch tất cả, thời điểm chúng ta phát hiện đã đi vào cổ chiến trường này. Lạc Nhược Hy giải thích nói. Do xét một cái, thuận tiện giết sạch. Người xác định không có nói đùa. Tất cả đều nhoáng một cái, ba người đều cảm thấy ra đầu nổ tung. Sức chiến đấu cùng năng lực của dị linh tộc, bọn họ tới giao thủ vô số lần, biết rất rõ ràng, một vạn người, nửa bước cổ thánh, thậm chí cổ thánh bình thường, cũng có thể ung dung chống lại. Do xét một cái, liền giết sạch toàn bộ, người nói là sự thật. Đúng vậy, ta mới vừa nhìn, 10 vạn người này, cũng là hắn chơi chết, chỉ bất quá hắn ở đâu. Các người tới sớm có phát hiện không? Lạc Nhược Hy nói, thủ đoạn của Trương Huyền, những ngày này một mực ở cùng một chỗ, biết rất rõ ràng, vừa rồi nhậm thanh viễn nói tới mảng lớn thi thể, nàng cũng nhìn thấy, Kim Nguyên đỉnh cùng Long Cốt Thần Thương lưu lại thương tích vẫn rất dễ dàng phân biệt ra được. Chỉ là nàng tới, cũng không tìm thấy tung tích của đối phương, ba người đã tới sớm, có phát hiện được gì hay không? Một người, giết chết 10 vạn đại quân. Không đúng, thêm vào Long Hổ Sơn địa quật, chọn người một vạn. Chương 3207, độ chơi 2. Nói cách khác, dị linh tộc làm cho cả danh sư đại lục, tất cả danh sư đều kiêng rẻ không thôi, bị hắn một người giết sạch sành xanh. Ba đại cường giả chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Có lầm hay không? 11 vạn dị linh tộc thánh vực tam trọng trở lên, đặt ở danh sư đại lục, Đủ khiến tất cả danh sư sợ hãi không dứt, một khi đánh nhau, danh sư đường ít nhất cũng phải tổn hại hơn phân nửa, sẽ không còn uy thế hiện tại. Đối phương một người, đơn thương độc mã, giết chết tất cả, đến cùng làm sao làm được, coi như Khổng sư lúc trước cũng không có chiến tích huy hoàng như vậy a. À. Lạc sư, chúng ta cũng vừa tới, còn không nhìn thấy tung tích của Trương sư. Sau khi hết khiếp sợ, Nhậm Thanh Viễn giải thích, lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy trên không khí tức hỗn loạn vội vàng ngẩng đầu ngay sau đó nhìn thấy một mảng lớn mây đen nhanh chóng tụ lại là thiên kiếp mấy người đều sững sờ vội vàng ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt yên tĩnh lơ lửng ở dưới mây đen ở trong tầng mây ngọn lửa màu đen cuồn cuộn không khí bốn phía bị đốt nóng hổi hình như bầu trời sắp bị hòa tan đây là thiên hỏa kiếp là càn trinh tưởng phương du nuốt ngụm nước bọt bọn họ mới cùng trương sư cách hơn một ngày, dù sao khẳng định không tới hai ngày, không chỉ đột phá thánh vực cửu trọng đỉnh phong, còn bắt đầu sung kích kim thân cảnh. Đến cùng tu luyện thế nào? Người khác muốn đột phá một cửa ải lớn, cần tiêu tốn vô số tinh lực cùng tâm huyết, tên này ngược lại tốt, giống như đùa giỡn. Mấu chốt nhất là, trong lúc này còn có thời gian giết 11 vạn dị linh tộc, thêm vào vô số thống lĩnh bất hủ cảnh. Các ngươi đều tới. Mọi người khiếp sợ không thôi, trương huyền đang tại độ kiếp thấy được bọn họ mỉm cười chờ ta một lát vượt qua thiên hỏa kiếp lại nói nói xong cũng không cần mọi người trả lời tung người chui vào mây đen thiên hỏa kiếp cũng có thể độ như vậy là càn trinh nhoáng một cái kẻ trước mắt này sự tình độ lôi kiếp hắn nghe nói qua nhiều lần cũng biết một chút nhưng đó là lôi kiếp thiên hỏa kiếp cũng có thể độ như vậy không sợ bị đốt thành cho bụi sao mấu chốt nhất là Vẻ mặt nhẹ nhóm là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi cho rằng kiếp số cuồng bạo như vậy, ngươi có thể vượt qua, bình yên vô sự? Cái này, thấy hắn khiếp sợ, Nhậm Thanh Viên ở một bên vẻ mặt xấu hổ, nhịn không được nữa. Thiên Hỏa Kiếp, hôm qua hắn mới ở tổng bộ danh sư đường vượt qua một lần, vượt qua một lần, là càn trinh tràn đầy nghi ngờ nhìn qua. Thiên Hỏa Kiếp, không phải một người cả đời chỉ có thể độ một lần ư? Sao có thể hai lần? Thiên Hỏa Kiếp đối ứng Kim Thân cảnh, một đại thánh cả đời chỉ có một cơ hội độ kiếp, làm sao có thể có hai lần? Ta cũng không biết, dù sao hôm qua ta là tận mắt thấy hắn ở tổng bộ danh sư đường độ kiếp, cũng dùng phương pháp này xông vào mây đen. Nhậm Thanh Viễn khẳng định nói. Không đúng, Nhậm sư, nếu như ta không nhìn lầm, hôm trước Trương sư mới ở tưởng ra chúng ta độ một lần Thiên Hỏa Kiếp, làm sao lại chạy tới danh sư đường các ngươi? Tưởng Phương Du nhịn không được mở miệng. Ba lần, là càn trinh nhoáng một cái. Đây chính là thiên hỏa kiếp, người người kính sợ, thật có thể liên tiếp, độ chơi sao. chương 3208, hai đại hoàng giả sụp đổ một. Người khác độ kiếp, từng cái đều viết xong di thư, ôm ý niệm hẳn phải chết, tên này ngược lại tốt. Hôm trước độ một lần, hôm qua độ một lần, ngày hôm nay lại tới một phát. Người đây là thấy thiên hỏa kiếp dễ ức hiếp, có thể thu dọn nó sao? Làm sao cảm giác người khác độ kiếp là nguy hiểm, hắn độ kiếp là du lịch thế nhỉ? Thật ra thì không chỉ là càn trinh như vậy, thiên hỏa ở trên bầu trời cũng hoàn toàn bối rối. Sát, lại là tên này. Sát sát, lại là tên này. Sát sát sát, con mẹ nó vẫn là tên này. Đại ca, ngươi không thể để cho ta nghỉ ngơi một ngày sao? Liên tục tăng ca, ta rất mệt mỏi. Ở danh sư đại lục bị bắt nạt, ta đã chạy đến dị linh tộc trốn, người còn tới. Mọi người không hiểu người khác độ thiên hỏa kiếp một lần, vì sao vị trước mắt này có thể độ ba lần, hơn nữa đều đạt tới trí tôn, đành phải ngậm miệng không nói thêm lời, vội vã nhìn sang. Trên trời mây đen hỏa diếm cuồn cuộn, không nhìn thấy bóng người, vừa mới bắt đầu hung mãnh tới cực điểm, cho người ta một loại cảm giác thiên địa sẽ hủy diệt. Kèm theo trương huyền tiến vào bên trong, mây đen không ngừng run rẩy ngay sau đó vẫn run rẩy lại run rẩy, thanh âm cũng biến thành cổ quái. Sau 10 phút, nó xoay người bỏ chạy, chỉ còn lại có Trương Huyền một mặt ý vị, cực kỳ thỏa mãn lơ lửng ở giữa không trung. Sửa đổi kinh mạch ở đan điền nội tạng, tiêu tốn thời gian rất dài, tiếp cận một ngày, có điều hiệu quả cũng rõ ràng, nếu không cũng không có khả năng để hắn tu luyện nhanh như vậy, trực tiếp thành công đột phá kim thân cảnh. Có hai lần kinh nghiệm độ kiếp, lần này huyệt đạo kim thân mở rộng, tùy ý hỏa diễm thiêu đốt, lực lượng lôi đình, thêm vào đủ loại bảo vật, ngắn ngủi hơn 10 phút, liền tích tụ cảnh giới này tới đỉnh phong. Vận chuyển lực lượng, toàn thân kim quang lập lè, tựa như đại Phật, cho người ta một loại cảm giác chân áp thiên địa. Các ngươi làm sao hội tụ vào một chỗ? Độ kiếp xong, Trương Huyền nghi ngờ nhìn về phía mọi người. Lạc Càn Trinh, Tưởng Phương Du, Nhậm Thanh Viễn cùng Lạc Nhược Hy, dựa theo đạo lý, hẳn là ở bốn địa quật khác biệt, giờ phút này làm sao đều đứng chung một chỗ, nhìn hắn độ kiếp. Chúng ta phát giác dị linh tộc có dị thường mới chạy tới, những thứ này đều là ngươi giết. Tuy đoán ra, nhưng vẫn khó tin, nhậm thanh viễn chỉ thi thể đầy đất nói. a à, thời điểm tới, nhìn thấy những người này đang thương nghị tấn công nhân tộc, nghĩ đến không thể để cho nhân tộc rơi vào nguy hiểm, liền nghĩ biện pháp dẫn dụ bọn họ đại chiến một hồi, về sau liền thành như vậy. Trương Huyền cười nói, dị linh tộc giết chóc quen tay, nếu như cho bọn hắn đi vào danh sư đại lục, không biết bao nhiêu người sẽ chết ở trong đó, vì lẽ đó tuy giết chết nhiều người như vậy, nhưng trong lòng không có bất kỳ gánh nặng gì. Dẫn dụ đại chiến, khóe miệng đám người nhậm thanh viễn giật một cái. Đối phương nói đơn giản, nhưng bọn hắn biết trong đó khó khăn như thế nào. Cường giả dị linh tộc không phải người ngu, ngược lại từng cái thông minh hung mãnh, khó có thể đối phó, nếu không cũng không đến mức cùng danh sư đường đối chiến nhiều năm như vậy không rơi vào thế hạ phong dẫn dụ bọn họ đại chiến hao tốn không ít tâm huyết a nhậm thanh viễn kìm nén không được hỏi đúng vậy hao phí chọn nửa canh giờ cảm giác quá mệt mỏi trương huyền gật đầu qua lại ngụy trang mô phỏng cái này mô phỏng cái kia coi như hắn tinh lực dồi dào xử lý xong cũng cảm thấy có chút mệt mỏi quả thực hao tốn không ít tâm huyết nửa canh giờ đám người nhậm thanh viễn Lạc Càn Trinh đột nhiên cảm thấy bản thân mệt mỏi hơn. Dẫn dụ 10 vạn dị linh tộc sống mái với nhau, đổi lại bọn họ, có thể sẽ tiêu tốn vô số nhân lực, tài lực, tiêu hao ít nhất mấy tháng, thậm chí mấy năm. Tên này dùng nửa canh giờ, làm sao cảm giác nói chuyện với hắn, sẽ cảm giác đau tim như thế. Người có hiểu lời của chúng ta hay không? chương 3209, Hai Đại Hoàng giả sụp đổ 2 10 vạn dị linh tộc, nếu như ta nhớ không sai, trong này chỉ thống lĩnh bất hủ cảnh, liền có hơn 10 vị, người đều giết. Tưởng Phương Du nhịn không được. Đúng vậy a, à, đều giết. Trương Huyền gật đầu, vẻ mặt thành thật. Vì giết bọn hắn, khôi giáp cũng bị làm bẩn nhiều lần. Vì Ngụy Trang càng giống, lau khôi giáp một lần, làm bẩn một lần, khôi giáp màu đen, đến bây giờ dính đầy vết máu, muốn lau cũng lau không sạch. Tưởng Phương Du cũng cảm thấy quá mệt mỏi. Đối mặt hơn 10 cường giả bất hủ cảnh, Dương sư cũng phải trốn được bao xa thì trốn, người giết toàn bộ, không bị một chút tổn thương ngược lại thôi, còn ngại người ta làm bẩn quần áo ngươi. Làm sao trong nháy mắt cảm giác những cao thủ dị linh tộc này chết uất ức như thế. Ở Hạch Tâm cổ chiến trường, trong một cung điện nguy nga, hai trung niên nhân ngồi đối diện nhau, dơ ly rượu lên, vẻ mặt vui vẻ. Ăn mừng chúng ta lần đầu tiên liên minh, chúc tộc nhân thắng ngay từ trận đầu, đoạt lại địa phương thuộc về chúng ta bên trái một trung niên mặc trường bào kim sắc cười nói hắn là một trong dị linh tộc ba đại hoàng giả thần linh hoàng phía bên phải là trung niên mặc trường bào màu tím thần tinh hoàng ừm chỉ mong ngươi làm đúng thần tinh hoàng gật đầu cũng uống rượu ngon cẩn thận thưởng thức một phen không thể không nói thần linh hoàng chuẩn bị rượu cực kỳ mỹ vị coi như hắn là hoàng giả cũng không thường nếm đến ta đương nhiên làm đúng yên tâm sau sự tình lần này nhân tộc sẽ không còn là tai họa ngầm chúng ta sẽ lần nữa trở lại mảnh đất màu mỡ kia tái hiện huy hoàng của linh tộc thần linh hoàng cười ha ha một tiếng đang muốn nói chuyện đột nhiên lông mày dương lên thân thể nháy mắt vọt ra ngoài nhìn thấy cử động của hắn thần tinh hoàng biết nhất định phát sinh việc lớn theo sát đi ra rất mau liền đi đến một cung điện rộng lớn trong phòng bầy biện vô số ngọc bài tầng tầng lớp lớp lơ lửng ở giữa không trung không biết bao nhiêu. Trước khi dị linh tộc điều động đại quân, đều sẽ lưu lại một tia linh hồn của binh sĩ, hình thành ngọc bài linh hồn, một khi ngọc bài vỡ vụn, liền đại biểu người đó đã vẫn lạc, không cần lại tìm, cũng thuận tiện báo tin với người nhà. Giờ phút này, tình huống bình thường, một khi đại chiến, ngọc bài sẽ liên tiếp nổ tung, biểu thị vô số nam nhi linh tộc vì chủng tộc hy sinh thân mình, không tính toán sinh tử. Lúc này bọn họ là anh dũng, là quang vinh vĩnh viễn ghi lại ở trong lịch sử, bài vị đi vào đền thờ. Vốn cho rằng chỉ là tử vong bình thường, ai biết hai đại hoàng giả vừa tới, liền thấy ngọc bài trước mắt một cái tiếp một cái, không ngừng nổ tung. Bùm đông đốp, bùm đông đốp, bùm đông đốp đùng. Ngọc bài bắn nổ cực kỳ có tiết tấu, tựa như gõ trống, lại như đang hát, cho người ta một cảnh đẹp dị thường, mấu chốt nhất là, còn thỉnh thoảng giống như pháo hoa, nổ ra uy lực rất lớn, rực rỡ trói mắt. Không đến một giờ, trong gian phòng lơ lửng 10 vạn ngọc bài, toàn bộ biến thành bột phấn, rơi trên mặt đất, một cái cũng không còn lại. 10 vạn binh sĩ của chúng ta, thân thể thần linh hoàng nhoáng một cái, chén rượu trong tay lập tức rơi trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch, mặt mũi phát điên. 10 vạn tinh binh, vốn cho rằng có thể lao ra địa quật, huyền náo danh sư đường long trời lở đất, kết quả lúc này mới vừa liên minh, khả năng ngay cả địa quật còn không có đi ra, tất cả đều chết rồi. Linh hồn ngọc bài nổ có tiết tấu như thế, việc nghĩa chẳng từ nan như thế. Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì không? Trong nháy mắt, hai đại hoàng giả hoàn toàn bối rối. Chương 3210, đi khổng miếu 1. Hai người thật vất vả mới liên minh, trao đổi lợi ích, làm sao cũng không nghĩ đến, quân đội liên hợp lại, ngay cả cửa cũng không có ra, liền bị người ta diệt đến lông cũng không thừa một cọng, mấu chốt nhất là ai làm cũng không rõ ràng ta muốn đích thân đi qua. Thần linh hoàng nhịn không được nữa, khí tức trên người bỗng nhiên khuấy động ra, không gian bốn phía không ngừng vỡ vụn. Lại là cường giả đạt tới cổ thánh. Ta cũng đi qua. Thần tinh hoàng cũng kìm nén không được. Thuộc hạ của mình chết sạch, đổi lại bất luận người nào cũng không tiếp thu được. Vậy thì cùng lúc xuất phát, sự kiện kia, vừa vặn cũng có thể cùng nhau giải quyết. Không giải quyết chuyện này, chúng ta mãi mãi chỉ có thể làm phụ thuộc mắt thần linh hoàng sáng lên nói. Thần tinh hoàng gật đầu. Không sai, ta nghe nói dung hoàng không biết từ nơi nào tìm được một người trẻ tuổi, thiên tư chắc tuyệt, tụ tập công pháp hình như không có bất kỳ bình chướng gì, tấn cấp cực nhanh. Các đệ tử của chúng ta cũng không phải đối thủ, mặc cho trưởng thành, thứ vốn thuộc về chúng ta, khẳng định sẽ không chiếm được. Thần linh hoàng nói, trước không vội động tên này, hắn được ý niệm của ngoan nhân cho phép, cũng truyền thụ công pháp vô thượng, uy tín đang cao, chờ chúng ta xử lý xong sự kiện kia, chờ hắn không có dựa vào, sẽ chậm rãi thu dọn. Làm không cẩn thận, còn có thể chiếm được bí tịch cao nhất. Tốt, nghe hắn giải thích như vậy, thần tinh hoàng cũng không nhiều lời. Thân thể hai người đồng thời nhoáng một cái, biến mất tại chỗ, dường như phá vỡ không gian, đi địa phương không biết tên. Người nói, hơn người vạn dị linh tộc, bị trương huyền trương tộc trưởng một người giải quyết chuyện này không có khả năng ha. Nhậm sư chính miệng nói, khẳng định không thể giả, nhưng làm sao cảm giác khó tin như vậy. Giải quyết triệt để, chúng ta cũng không cần tiếp tục canh giữ ở địa quật. Độ song thiên hỏa kiếp, thực lực của trương huyền tăng cao, không cần thiết tiếp tục lưu ở nơi này, liền cùng đám người nhậm thanh viễn rời khỏi. Rất nhiều danh sư thủ vệ, nghe được dĩ linh tộc nguyên bản để cho bọn họ lo lắng không thôi, đã bị thanh niên kia đơn thương độc mã giải quyết. Từng cái đều bối rối. Trong lịch sử của danh sư đại lục, thiên tài rất nhiều, dũng mãnh, mạnh mẽ, đến bây giờ lưu lại truyền thuyết không biết bao nhiêu, nhưng so sánh với sự tích này, quả thực cái gì cũng không tính, không đáng giá nhắc tới. Một người tiêu diệt 11 vạn cao thủ dị linh tộc, trong đó còn bao gồm đại thánh tứ trọng bất hủ cảnh. Càng nghe càng cảm thấy khó tin, phảng phất như nghe chuyện xưa. Mọi người thảo luận, Trương Huyền không để ý tới, lúc này đã trở lại Trương gia tai họa ngầm của dị linh tộc đã giải quyết, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không dám tấn công, chúng ta cùng ngươi đi khổng miếu, mặt khác còn phải phái một đội người đơn độc đi tới. Nghe nhi tử giải thích xong sự tình phát sinh sau khi đi vào cổ chiến trường, hưng kiếm thánh hồi lâu không có khép miệng lại. Tốt, chương 3211, đi khổng miếu 2. Dị linh tộc nguyên khí đại thương, coi như còn muốn tập kết đội ngũ tấn công, cũng không tạo được sóng gió gì, hiện tại khổng miếu sắp mở ra, thời gian chậm trễ không nổi, cũng nên là thời điểm đi qua, nếu không chậm thêm, xuân thu đại điển bị chư tử bách ra hoặc dị linh tộc đắc thủ, đối với tam đại gia tộc bọn hắn, thậm chí danh sư đường đều không phải chuyện tốt gì. Vị trí khúc phụ của khổng miếu là không gian gấp, vì lẽ đó không thể trực tiếp dùng truyền tống trận, hoặc xé rách không gian đi qua, chỉ có thể tới lân cận trước, sau đó từ từ bay qua. Tốc độ của chúng ta nhanh nên đi trước, vô vân trưởng lão, người mang theo tộc nhân tới, sau khi tới, liên hệ chúng ta là được. Thấy hắn đồng ý, hương kiếm thánh dặn dò. Sau khi đại trưởng lão trương vô ngân bị xử phạt, tất cả sự tình đều là vô vân trưởng lão quản lý. Còn nữa, nghĩ biện pháp báo tin những thái thượng trưởng lão bế quan trong tộc, để cho bọn họ cũng chạy tới, khổng miếu mở ra, có lẽ chính là cơ hội lớn nhất của bọn họ. Danh sư đường có thái thượng trưởng lão bế quan, trương gia cũng có không ít, những người này, hầu như đều không xuất hiện. Trừ khi gia tộc đến tình trạng sinh tử tồn vong, nếu không chắc chắn sẽ không xuất quan. Thực lực của bọn hắn đều đạt đến đại thánh tứ trọng bất hủ cảnh, dưới tình huống cổ thánh không ra, chân chính đứng ở đỉnh phong đại lục. Chỉ tiếc không có phương pháp đột phá cổ thánh, chỉ có thể ẩn núp bản thân, giảm bớt sinh mệnh hao tổn, mong sống lâu một chút thời gian. Khổng miếu mở ra, không chỉ có xuân thu đại điển, có lẽ còn có thể tìm được phương pháp giải quyết sự tình gần vạn năm qua không cách nào đột phá cổ thánh vì lẽ đó, bất kể như thế nào cũng phải đi qua một chuyến. Dù sao hiện tại trương gia chỉ còn lại có một lão tổ ngủ say, một khi tuổi thọ đến, không có sinh ra cổ thánh mới, tất nhiên sẽ bị đá ra danh sách siêu nhất lưu gia tộc, lại khó mà trở về. Vâng, vô vân trưởng lão vội vàng gật đầu. Chúng ta đi thôi. Giao phó xong tất cả mọi chuyện, Hưng kiếm thánh không nói thêm nữa, trương huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy ra long quốc thần thương, nhắm đúng phương hướng, nhẹ nhàng đâm một cái. Không gian xuất hiện một thông đạo, mọi người lập tức phá không mà đi. Tu vi chân khí cũng đạt tới kim thân cảnh đỉnh phong, sức chiến đấu của Trương Huyền lần nữa bạo tăng, giờ phút này coi như không cần mưu kế, cũng có thể cùng đám người ô mộc đánh hòa nhau, thậm chí đánh chết. Vốn đột phá đến cảnh giới này, muốn thừa thế xông lên, xung kích tâm huyết lai chiều, lúc này mới phát hiện, căn bản không làm được. Tâm huyết lai chiều, là từ nơi sâu xa cảm ứng được một chút hy vọng sống trong thiên địa, tránh né nguy hiểm, su cắt tị hung, mà hắn mang theo thiên đạo thư viện, cảm ứng thiên cơ, chẳng khác nào ăn cắp thiên đạo. Thật muốn học, phỏng chừng còn chưa kịp cảm ứng, liền sẽ có sấm sét trước đánh chết hắn. Lặng lẽ thử mấy lần, mỗi lần đều bị điện giật chết đi sống lại, tư vị khổ không thể tả, lúc này Trương Huyền mới ngừng lại. Xem ra hiện tại còn không phải thời điểm đột phá, đã không được, vậy chờ một chút, nếu không tuy không sợ lôi đình, nhưng bị điện giật như vậy, thỉnh thoảng run rẩy một hai cái, giống như bị kinh phong, người khác thấy được cũng không tốt lắm a hát. Xuyên qua không gian thông đạo, cách khúc phụ đã rất gần, phi hành chỉ chốc lát, chỉ thấy một bóng đen tới gần, chính là một thần. Tên này có chuyện rời khỏi, không nghĩ tới xuất hiện ở đây. Thời khắc này một thần nhìn về phía Trương Huyền, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, cũng không biết nguyên nhân gì. Đã giải quyết xong sự tình, Trương Huyền nhìn qua, trước đó vẫn cảm thấy trong lòng đối phương có chuyện, coi như theo sau lưng cũng không buông ra, hiện tại loại vẻ mặt này, hẳn là hoàn toàn xử lý. Nhờ phúc của Trương sư, đã triệt để giải quyết. Nghe được hỏi thăm, một thần khôi phục lại, gật đầu mỉm cười. Giải quyết liền tốt. Trương Huyền gật đầu, biết đối phương không muốn nhiều lời, cũng không hỏi thăm. Nơi này cách khúc phụ đã không xa, mọi người thẳng tắp bay đi. Càng đến gần, mặt trời trên không cho người ta cảm giác áp bách càng lớn, tuy không cực nóng giống mặt trời chân chính, nhưng cũng cho người ta một loại rung động về mặt tâm linh. Trên không trung kiến tạo một di tích khổng lồ như vậy, không chủ động xuất hiện, cổ thánh cũng không tìm được. Đây quả thật là thần tích. chương 3212, khúc phụ 1 Không hổ là vạn thế chi sư. Ngột thần cảm xúc. Khổng sư không chỉ thực lực có một không hai thiên hạ, vạn cổ không ai bằng, đối với đủ loại chức nghiệp, học thuật lưu truyền, cũng có cống hiến không thể xóa nhòa. Theo ta được biết, trong ba loại chức nghiệp thượng, trung, hạ, hắn hỗ trợ tu sửa, xác định cấp bậc, liền có không dưới 20 loại. Trong mắt hưng kiếm thánh phóng ra quang mang. Danh sư truyền thừa từ khổng sư, chỉ cần thân là danh sư, không có chỗ nào không cực kỳ bội phục. Trương Huyền không có trò chuyện, mà nhìn về phía miếu thờ nguy nga trong mặt trời, trong mắt mang theo một tia nghi ngờ, loáng thoáng, hình như có đổ vật gì đó triệu hoán hắn. Thiên đạo thư viện dường như nhận lấy cảm ứng, nhẹ nhàng lay động, vô số thư tịch hoa hoa tác hưởng. Chẳng lẽ ở trong khổng miếu này có đồ vật để cho thư viện tấn cấp? Trương Huyền nhíu mày, thư viện từ trước tới nay an phận, hầu như không có bất cứ động tĩnh gì, mà bây giờ không ngừng run rẩy, kỳ lạ không nói ra được. Coi như lần trước đi thiên cơ sư công hội, cũng không có hưng phấn như vậy. Chẳng lẽ khổng sư lưu lại này di tích có bảo vật thư viện khát vọng? nếu thật như vậy, bất kể như thế nào cũng muốn nhận được. Cùng nhau đi tới, có thể từ bừa bãi vô danh, đến bây giờ danh chấn thiên hạ, chỗ hắn ỉ lại, không phải thiên phú kinh người, phẩm cách cao thượng, hay chăm chỉ đáng tin cậy. Mà là thư viện, không có thứ này, khả năng bây giờ còn ở thiên huyền vương quốc, gắng sức giấy ruộng xung kích danh sư nhất tinh. Đây là chỗ dựa cùng át chủ bài lớn nhất của hắn, nếu như có thể lần nữa tấn cấp, coi như lại nguy hiểm, cũng sẽ không lùi bước. Minh Lý Chi nhãn lấp lánh, nhìn lại bên kia, tuy đến khúc phụ, nhưng bay vùn vụt mấy trăm vạn cây số, vẫn thấy không rõ miếu thở đến cùng sâu bao nhiêu, cho người ta một loại ảo giác như ngắm hoa trong màn xương. Khổng miếu nằm ở trong một không gian gấp, không có hoàn toàn mở ra, xem như cổ thánh bay 10 năm, cũng chưa chắc có thể bay đến. Lạc Nhược Hy nói, Trương Huyền líu lưỡi, loại cảm giác này giống như mặt trời kiếp trước, treo ở trên đỉnh đầu, đưa tay có thể đụng, trên thực tế xem như thôi, ngay cả ánh sáng cũng cần 8 phút mới có thể đến. Đã xa như vậy, còn có thể nhìn thấy huy hoàng thế kia. Cái di tích kia nên lớn bao nhiêu? Trương huyền nhịn không được nói. Sở dĩ mặt trời như vậy là bởi vì thể tích quá lớn, còn khổng miếu này có thể cũng giống như vậy hay không? Di tích không lớn, chỉ là một loại vận dụng đối với không gian pháp tắc, cũng không phải là khoảng cách rất xa. Lạc nhược hy cười cười nàng tựa hồ biết rõ ràng ngôi miếu trước mắt này. Thời điểm nói chuyện phiếm, một thành thị cổ xưa xuất hiện ở trước mắt, mọi người thẳng tắp bay đi. Địa phương xuất hiện khổng miếu, khúc phụ. Tòa thành này, không phồn hoa giống như liên minh đế quốc, trong đó kiến trúc càng đứng sừng sững không biết bao nhiêu năm, có vẻ hơi cũ kỹ, có điều vừa tiến vào trong, liền cho người ta một loại cảm giác yên tĩnh an lành, tựa như hải nhi trở lại trong ngực mẫu thân. Đây là... Thiên nhận danh sư tản ra khí tức đặc thù. Trong thành thị tỏa ra khí tức, cùng lúc Thiên nhận danh sư có khí tức tràn vào trong người, cực kỳ tương tự, chỉ là mỏng manh hơn vô số lần. Văn có văn khí, võ có võ vận, đây là văn hóa sư đạo đặc thù của danh sư, cũng được xưng là sư phong, thời gian dài được hun đúc, tâm cảnh tiến bộ cực nhanh, suy nghĩ càng thêm thông suốt, từ đó tâm ma không còn, tạp niệm không sinh. Thấy bộ dáng của hắn, Hưng Kiếm Thánh cười nói: Chương 3213, khúc phụ 2. Sư Phong, Trương Huyền giật mình. Thật ra thì loại khí tức đặc thù này, không chỉ thời điểm thiên nhận danh sư sẽ có, sau khi trở thành danh sư, tế bái rất nhiều tiên tổ, đồng dạng sẽ có được khí tức như vậy phản hồi, là một loại biểu tượng của văn hóa. Danh sư chính là dựa vào cái này mới có thể để cho vạn dân tin tưởng và nghe theo, cam tâm nghe lệnh mà không bạo lực trấn áp. Nơi này vẫn luôn là như vậy cảm thụ một cái, quả nhiên giống như đối phương nói, những khí thức này có thể khiến tâm cảnh người ta không minh, suy nghĩ thông suốt, Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Nếu như nơi này một mực như vậy, hiệu quả đối với danh sư mà nói, tổng bộ danh sư đường cũng xa xa không bằng. Khi khổng miếu chưa mở ra, tuy có loại sư phong này tồn tại, nhưng cực kỳ mỏng manh, hiệu quả không lớn, nhưng quanh năm sinh hoạt ở trong đó, tiến bộ cũng cực kỳ rõ rệt. Nguyên nhân chính là như vậy, nơi này được xưng là danh sư tổ địa. Vô số danh sư đã tới cửu tinh đều sẽ đến đây ở, không tu luyện, không bế quan, chỉ an ổn trải qua sinh hoạt của người bình thường, rèn luyện tâm cảnh. Hưng kiếm thánh giải thích một câu, tiện tay chỉ. Người nhìn thợ mộc kia, cảm nhận được có cái gì không đúng không? Trương Huyền nhìn lại. Quả nhiên ở bên đường, thấy được một thợ mộc đang làm đồ gia dụng, trên tay tràn đầy vết chai, nhất cử nhất động như cây thước đo đạc, cực kỳ chính xác, mảnh gỗ vụn tung bay, rất nhanh một thành phẩm liền xuất hiện ở trước mắt. Hắn là, danh sư cửu tinh, trương huyền ngạc nhiên, thợ mộc kia, thời điểm hoạt động không có chút lực lượng nào, trong cơ thể cũng không cảm thấy chân khí chảy xuôi, nhưng minh lý chi nhãn cẩn thận quan sát, có thể tùy tiện nhìn ra, khí tức trong đan điền giống biển cả mạnh mẽ, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối, chỉ sợ không chỉ danh sư cửu tinh, thực lực so với hắn chỉ mạnh không yếu. Đúng vậy, đây là một vị danh sư cực kỳ có tiếng của danh sư đường 300 năm trước, năm đó liền đạt đến đại thánh nhị trọng kim thân cảnh, hiện tại khẳng định càng thêm cường đại. Hưng kiếm thánh gật đầu. Kim thân cảnh, làm nghề mộc. Trương huyền khó tin. Vốn hắn vẫn cho là, loại cường giả cảnh giới này, ở trong nhân tộc cực kỳ thưa thớt, không nghĩ tới ở trong khúc phụ thành, tùy tiện nhìn thấy một thợ mộc, liền đạt đến loại cấp bậc này. Đúng vậy, người nhìn bên kia những người bán cá, giết gà năm đó đều là danh sư cửu tinh tên tuổi lẫy lừng khi đó thực lực cũng không cao mà bây giờ kém cỏi nhất cũng giống như chúng ta đạt đến đại thánh tam trọng tâm huyết lai triều hưng kiếm thánh giải thích nói nếu như không phải ngươi xảy ra chuyện hai người chúng ta vốn cũng tính toán tới đây trải qua cuộc sống của người bình thường trải nghiệm gian khổ vì lo củi gạo dầu muối tương giấm trà tăng thêm tâm cảnh khắc độ để sung kích cảnh giới cao hơn trương huyền nhìn quanh giống như hắn nói bốn phía không ít gia hỏa thoạt nhìn bình thường, đều đạt đến đại thánh cấp. Trước đó ở rất nhiều gia tộc, là siêu cấp cao thủ khó gặp, ở đây giống như rau cải trắng tùy tiện có thể đụng phải. Khó trách mệnh danh danh sư tổ địa, quả nhiên không tầm thường. Đúng rồi, Huyền Nhi, hiện tại tâm cảnh khắc độ của ngươi là bao nhiêu? Danh sư muốn tiến bộ, trọng yếu nhất chính là cái này, tâm cảnh khắc độ không đến, tâm không tính, ý không thuần, xung kích cảnh giới cao hơn, sẽ càng ngày càng khó. Hưng Kiếm Thánh đột nhiên nhìn qua, vẻ mặt tò mò. Tu vi, thiên phú cao, tài nguyên đủ, lão sư tốt, tiến bộ sẽ rất nhanh, nhưng ý cảnh lại chỉ có thể từng bước một, dần dần từng bước tăng thêm, không có khả năng nóng vội hỏng việc. Nhị tử này của mình, chẳng qua 20 tuổi liền trở thành danh sư cửu tinh, tâm cảnh khác độ bao nhiêu, lại tu luyện như thế nào? Ta sao? Trương Huyền trầm ngâm một chút, không có dấu diếm. một chương 3214, tầm quan trọng của tâm cảnh khắc độ 1. Trương Huyền trải qua 5 lần thiên nhận danh sư, cùng rất nhiều kỳ ngộ, tâm cảnh khắc độ liên tục bạo tăng, sớm đã đạt tới cửu tinh cao nhất, trong danh sư có thể vượt qua hắn, phỏng đoán chỉ giải rác mấy người mà thôi. 29. 1. Khóe miệng của hưng kiếm thánh nhịn không được run rẩy Còn tưởng nhi tử tiến bộ quá nhanh, tâm cảnh sẽ theo không kịp, dẫn đến phù phiếm, nằm mơ cũng không nghĩ đến khác độ cao như vậy, ngay cả hắn cũng xa xa không bằng. Ngươi, tu luyện tâm cảnh như thế nào? Tâm cảnh rất khó tu luyện, cho dù có công pháp tu luyện, cũng cần ngày đêm rèn luyện, không thể buông lỏng mới được. Hưng kiếm thánh cực kỳ tò mò. Tâm cảnh khắc độ, là danh sư khó tu nhất, dương sư vì cảm ngộ sinh hoạt, mai danh ẩn tích, chu du thiên hạ, mới có thể để cho tâm cảnh khắc độ tăng thêm. Con của mình từ khi ra đời đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ 20 năm, 19 năm trước càng ở thiên huyền vương quốc. Tu luyện tâm cảnh thế nào mới cường đại như thế? Ta, Trương Huyền trầm tư một chút nói. Không có tu luyện qua, tự nhiên tăng trưởng. Thân thể hưng kiếm thánh nhoáng một cái, nghẹn đến sắc mặt đỏ lên, suýt chút nữa hộp máu. Tự nhiên tăng trưởng, có thể tăng tới 29. Một, nhìn thấy chồng bị đả kích thành bộ dáng như thế, mộng kiếm thánh cười ha ha. Hỏi ai không tốt, đi hỏi nhi tử, đây không phải tìm kích động ư. Thời điểm nhìn thấy nhi tử, ở liên minh đế quốc, khi đó chẳng qua thánh vực bát trọng, ngay cả cửu trọng cũng không đạt tới, mà bây giờ đã là kim thân cảnh đỉnh phong. Ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian, tiến bộ nhanh như vậy, còn muốn hỏi thăm. Rõ ràng là tự tìm phiền phức. Có vấn đề sao? Trương Huyền nhìn qua. Thật ra thì nói tự nhiên tăng trưởng có chút không đúng, nhưng hắn quả thực không có tu luyện qua phương pháp tăng thêm tâm cảnh khắc độ. Sở dĩ cao như vậy, kim thư, thiên nhận danh sư, sư tự luyện tâm, tâm cảnh đốn ngộ. Mỗi một lần đều bạo tăng một, không, hoặc càng nhiều, tự nhiên tiến bộ nhanh. Chỉ bất quá liên lụy đến thư viện, không tiện nói ra, chỉ có thể trả lời như vậy. Chủ nhân của thân thể này là trời sinh thánh nhân, tâm cảnh khắc độ tăng trưởng đến 29, hẳn không có vấn đề quá lớn đi. Không có vấn đề, hưng kiếm thánh cười khổ, không biết trả lời như thế nào. Người khác tu luyện mệt gần chết, mỗi tăng thêm 0.1 khắc độ đều cần tiêu tốn vô số tâm huyết, vị này ngược lại tốt, không tu luyện, bản thân tăng trưởng đến có thể so với Dương sư. Tin tức truyền đi, khẳng định sẽ đả kích tất cả danh sư trong thiên hạ không muốn tu luyện. Tâm cảnh khắc độ, chỉ dựa vào tự nhiên tăng trưởng, là không thể nào xung kích đến cổ thánh, nhất định phải bản thân rèn luyện, mới có thể để cho nó càng thêm viên mãn, thông suốt, óng ánh, mới có thể ở thời điểm tấn cấp cổ thánh vượt qua thiên kiếp đi càng xa. Một thần một mực không lên tiếng đột nhiên nói: "Xung kích cổ thánh liên quan đến tâm cảnh." Trương Huyền cao mày. Chương 3215, tầm quan trọng của tâm cảnh khắc độ 2. Liên quan tới cổ thánh, tam đại gia tộc, thậm chí danh sư đường đều không có thư tịch liên quan, có thể nói cái gì cũng không biết. "Ừm, cổ thánh cấp, lấy tâm ta dung thiên tâm, lấy niệm ta dung thiên niệm, càng thêm phù hợp tự nhiên, nếu như tâm cảnh không đủ, căn bản không gánh chịu được nhiều lực lượng thiên địa như vậy, rất dễ dàng biến thành ngớ ngẩn hoặc người điên. Người dựa vào chính mình tăng trưởng, dù tâm cảnh cũng tăng thêm rất nhanh, nhưng thiếu đi quá trình rèn luyện. Xung kích cổ thánh sẽ càng khó. Tựa hồ một thần biết rất rõ ràng những sự tình này. Cũng khó trách, thực lực của hắn không kém dương sư bao nhiêu, một mực tìm kiếm phương pháp đột phá, khẳng định đối với mấy cái này nghiên cứu khá nhiều. Thì ra là thế, trong giới chỉ của Trương Huyền còn có một thi thể cổ thánh, tuy cách loại cảnh giới này không biết kém bao nhiêu, nhưng độ mạnh lại biết rất rõ ràng. Dù chết rồi, nhưng trọng lượng thân thể cũng rất khó cầm lên, uy thế để cho người ta khó tới gần, đủ thấy lực lượng chân chính. Bất hủ cảnh thoạt nhìn chỉ kém cổ thánh một đại cấp, nhưng trên thực tế giống như thần tiên cùng phàm nhân tranh lệch, không thể so sánh nổi. Vốn cho rằng muốn đột phá, cần tích lũy càng lớn, không nghĩ tới liên quan đến tâm cảnh. Không đúng, tâm cảnh khắc độ chỉ có danh sư mới yêu cầu, tu luyện giả bình thường không có tu luyện qua, vậy bọn hắn làm sao đột phá cổ thánh. Một ý nghĩ xông ra, Trương Huyền nhịn không được nói. Tâm cảnh khắc độ, từ vừa mới bắt đầu chính là yêu cầu với danh sư, tu luyện giả bình thường rất ít để ý tới, đã như vậy, chẳng phải biểu thị tu luyện giả khác căn bản không có cách xung kích cổ thánh. Tu luyện giả bình thường cũng chú trọng tu dưỡng tâm cảnh khắc độ, giống như luyện đan sư, nếu như tâm cảnh không đến, luyện ra tính tâm đan rất dễ dàng bị tâm cảnh ảnh hưởng, từ đó để đại bổ biến thành kịch độc. Một thần nói: "Ma âm sư, không tu luyện tâm cảnh, làm sao thả ra tiếng đàn mang theo mê hoặc để đối thủ trầm mê? Thật không có tâm cảnh, khả năng còn không có công kích đến người khác, bản thân trước hôn mê. Trận pháp sư không tu luyện tâm cảnh, liền không cách nào bố trí huyễn trận, nếu không rơi vào trong đó, bản thân cũng khó có thể đi ra." Trương Huyền im lặng, lúc trước khảo hạch luyện đan sư nhất tinh, liền gặp được loại sự tình này, lúc đó luyện đan sư không có đạt tới cảnh giới tâm như chỉ thủy, luyện ra tính tâm đan, đối với người không những không có tác dụng, sẽ còn ăn chết. Mà âm sư càng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tính tâm không đủ, sẽ nguy hiểm như thế nào. Xem ra những nghề nghiệp khác cũng như vậy, chỉ bất quá không có giống danh sư ghi chú kỹ càng như vậy mà thôi. Tâm cảnh khắc độ, ở trước khổng sư chia làm rất nhiều đẳng cấp, Giống như chúng ta biết tâm như chỉ thủy, đằng sau thì là tâm cảnh thông minh, Ba Lan bất Kinh, Cổ tỉnh Vô Ba, Tâm Kiên Như Thiết, tự nhiên nhi nhiên, xích tử chi tâm. Thấy hắn không nói lời nào, một thần nói tiếp. Về sau Khổng Sư cảm thấy, loại đẳng cấp này quá mức phức tạp, hơn nữa rất dễ dàng để cho tinh thần người ta xuất hiện hỗn loạn, tâm cảnh không ổn định, nên giản hóa nó, thống nhất dùng chỉ số khác độ phân chia, chính là danh sư Đường hiện tại sử dụng. Danh sư Nhất Tinh tâm cảnh khắc độ đạt tới 3.0, nhị tinh 6. Không, cứ thế suy ra, danh sư cửu tinh, tâm cảnh khắc độ ít nhất cũng phải 27. Không, tâm cảnh không đạt tới, không cho trao tặng huy chương đẳng cấp, thậm chí so với thực lực, yêu cầu còn nghiêm khắc hơn rất nhiều. Trương Huyền giật mình, danh sư đường giản hóa tâm cảnh khắc độ, nhưng những nghề nghiệp khác không có, bởi vậy bọn họ tu luyện tâm cảnh, cũng không có thay đổi nhỏ tiêu chuẩn, nhưng không phải là không có tu luyện khác độ thay đổi nhỏ, liếc qua thấy ngay, bởi vậy xác suất danh sư đột phá so với những nghề nghiệp khác lớn hơn, lúc này mới dẫn đến danh sư đường một nhà độc đại, những nghề nghiệp khác không đuổi theo kịp. Trước đó ta tới qua khúc phụ một lần, nếu như nhớ không lầm, phía trước có nơi tu luyện tâm cảnh khắc độ, gọi cảnh tâm các, bên trong có công pháp tu luyện tâm cảnh, cùng vô số cường giả lưu lại tâm đắc, càng có trận pháp rèn luyện tâm cảnh, không bằng đi qua nhìn một chút, người đã không có tu luyện qua, có lẽ lần đầu tiên sẽ có hiệu quả cực lớn. Đột nhiên hưng kiếm thánh mở miệng nói. chương 3216, tâm cảnh bạo tăng 1. Cảnh tâm các, đi qua nhìn một chút. Trương Huyền gật đầu. Dù sao hiện tại khổng miếu còn không có mở ra, nơi này đã có trợ giúp với tâm cảnh, vậy thì đi qua. Từ trước đến nay, đều chờ đợi thiên nhận danh sư tăng thêm tâm cảnh, thật có pháp quyết tu luyện mà nói, hoàn toàn có thể tu luyện, không đến mức bị động như vậy đi về phía trước chỉ chốc lát một kiến trúc xuất hiện tiến vào bên trong một vị trung niên tới đón mấy vị là muốn rèn luyện tâm cảnh hay kiểm tra rèn luyện trương huyền nói mời tới bên này trung niên nhân cười cười bất quá bên chúng ta không chấp nhận bảo vật như linh thạch chỉ lấy thánh khí tuyệt phẩm một canh giờ một thánh khí tuyệt phẩm đủ quý trương huyền sửng sốt một chút tuy thánh khí tuyệt phẩm đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng loại bảo vật này quý giá, vẫn không phải linh thạch có thể cân nhắc. Rất nhiều thánh vực bát cửu trọng, một cái cũng không có, nơi này một canh giờ, liền tiêu hao một thanh. Đây là chuyện không có cách giải quyết, tâm cảnh dính dáng quá nhiều, sắp đặt ra trận pháp cùng không gian rèn luyện, hơn nữa duy chỉ cần tiêu tốn cực lớn. Trung niên nhân cười khổ nói, này cũng phải, trương huyền không phản bác, có thể ở đây rèn luyện tâm cảnh, Phòng trừng đều đạt đến danh sư cửu tinh, lúc này tâm cảnh vượt qua 27. Không, tâm cảnh như vậy, huyễn trận, mê huyễn thuật bình thường, đã không có bất cứ tác dụng gì, muốn sinh ra áp lực, sử dụng tự nhiên cũng là vật phẩm quý giá nhất, giá cả đắt một chút cũng là chuyện đương nhiên. Được, Trương Huyền khẽ đảo cổ tay, ném ra một thánh khí tuyệt phẩm. Ta trước xem hiệu quả một chút đến cùng như thế nào, nếu như tốt, tất cả mọi người tu luyện một chút. Chém giết 11 vạn dị linh tộc, vơ vét sạch sẽ toàn bộ quân bị của bọn hắn, thánh khí tuyệt phẩm, trong chữ vật giới chỉ không dưới ngàn kiện, có thể tùy tiện tiêu hao. Mọi người gật đầu, mời tới bên này. Rất nhanh, trung niên dẫn mọi người tới một đại sảnh. Trong đại sảnh ở giữa là một thủy tinh cầu không lớn, đứng sừng sững ở trên bàn, xoay chậm chậm, tản mát ra quang mang để cho người ta mê say. Trên vách tường thì điêu khắc rất nhiều công pháp và tâm đắc tăng lên tâm cảnh, lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu. Những cái này là cường giả tới đây rèn luyện tâm cảnh lưu lại tâm đắc, chúng ta đều thí nghiệm qua, toàn bộ chính xác đều có trợ giúp tăng lên tâm cảnh rất lớn, bất qua số lượng hơi nhiều, cũng quá lộn xộn, sẽ có chút quấy nhiễu với người. Nếu nhìn những thứ này, thừa nhận áp lực, còn có thể kiên định bản tâm, tâm cảnh khác độ tất nhiên sẽ một ngày ngàn giảm, tiến bộ nhanh chóng. Trung niên cười nói, công pháp ở chỗ quý giá, mà không ở chỗ số lượng nhiều ít. Có đôi khi số lượng càng nhiều ngược lại càng phiền phức. Mỗi người phương pháp tu luyện khác biệt, nhìn càng nhiều, càng hỗn loạn, nếu như không thể kiên định bản tâm, tiến bộ không những càng ngày càng chậm, làm không cẩn thận, sẽ còn tẩu hỏa nhập ma. Nguyên nhân chính là như vậy, danh sư đường cũng không để sướng danh sư học tập nhiều loại công pháp. Đương nhiên, có lợi thì có hại, đối mặt nhiều công pháp như vậy, còn có thể kiên định bản tâm, tâm cảnh sẽ càng ngày càng chắc chắn, nhanh chóng tăng lên. Muốn rèn luyện, đi thẳng tới trước mặt thủy tinh cầu, bàn tay chạm ở phía trên, cẩn thận cảm ngộ, thủy tinh cầu sẽ thời khắc ghi chép tâm cảnh khắc độ của ngươi biến hóa, một khi xuất hiện tình huống không chịu nổi, chúng ta sẽ cắt đứt trận pháp, bảo đảm không cho bị thương. Thấy hắn rõ ràng, trung niên nhân nói, ừm, trương huyền gật đầu, đi về phía trước hai bước, tới trước mặt thủy tinh cầu, cũng không vội đưa tay lên, mà con mắt khẽ quét qua mặt tường. Trường 3217, Tâm Cảnh Bạo Tăng khai. Cô, oh, thư viện xuất hiện một bản thư tịch mới. Kiến thức chảy vào trong óc, con mắt trương huyền sáng lên. Dung hợp rất nhiều pháp quyết tu luyện, tạo thành một bộ công pháp tu luyện tâm cảnh cấp bậc thiên đạo. Trước đó hắn một mực không học qua, cũng không có siêu tập qua thư tịch liên quan, xem xong nội dung mới hiểu được, tu luyện tâm cảnh khác độ không đơn giản hơn công pháp tu luyện, thậm chí càng thâm thúy hơn, khó mà chạm đến. Tu luyện bình thường, cần phải mượn huyễn trận, trải qua đủ loại đau khổ, Cuối cùng tim rắn như thép, để tâm cảnh khắc độ chậm chạp tăng thêm. Loại phương pháp này là bị động tấn cấp, tốc độ có thể tưởng tượng được, cho dù có chút công pháp, có thể mượn văn lý thạch tiến bộ, cũng tiến bộ không lớn. Hình thành thiên đạo công pháp, vừa vặn giải quyết loại vấn đề này, để tâm cảnh giống như chân khí, có thể mượn tu luyện đột phá. Bắt đầu, công pháp trong đầu quay một vòng, bàn tay Trương Huyền duỗi ra, rơi vào trên thủy tinh cầu. Ông một đạo hào quang lấp lánh, trên không lập tức hiện lên một nhóm chữ 29. Một, giống như bản thân Trương Huyền cảm nhận, tâm cảnh khắc độ của hắn, quả thực đạt đến danh sư cửu tinh đỉnh phong, vượt qua 29. Không, hắn là danh sư cửu tinh, trung niên giật nảy mình. Còn tưởng rằng thanh niên tuổi tác không lớn kia, tâm cảnh khắc độ thấp nhất mới tới rèn luyện, không nghĩ tới cao như vậy. Loại cấp bậc này, e là cho dù toàn bộ khúc phụ, cũng không có bao nhiêu người có thể vượt qua được. Ừm, nhìn thấy đối phương khiếp sợ, mộng kiếm thánh vui vẻ hỏi. Ở chỗ các ngươi, có người ở trong rèn luyện, đột nhiên đốn ngộ đột phá hay không? Có, Dương Sư Dương Huyền, lúc trước thời điểm tới đây, tâm cảnh đạt đến 28. Hai, trong rèn luyện đột nhiên đốn ngộ, tăng lên không? Hai, đạt đến 28. Bốn, truyền thành giai thoại. Trung niên nhân nói tâm cảnh đạt tới 27 trở lên, mỗi tấn thăng 0.1 đều cần tiêu tốn không biết bao nhiêu năm vất vả, một lần đốn ngộ trong vòng một canh giờ đột phá không. Hai, đã để cho người ta kinh ngạc, vô số người khó mà noi theo. Dương sư quả thực lợi hại, ghi chép của các người đâu, trong vòng một canh giờ, tiến bộ nhanh nhất đại khái bao nhiêu. Mộng kiếm thánh tiếp tục hỏi, nếu nói ghi chép là một vị danh sư bát tinh lưu lại, lúc ấy tâm cảnh khắc độ của hắn là 24. 7. Mới vừa đầy một canh giờ, liền đạt đến 25. 7. Tăng lên 1. Không, bất quá không có thể so sánh như vậy, tâm cảnh khắc độ càng thấp, tiến bộ càng đơn giản. Trung niên Nhân giải thích. Tâm cảnh khắc độ tăng lên, giống như xếp gỗ, càng thấp càng dễ, lúc đạt tới độ cao nhất định, mỗi tăng thêm một chút, đều sẽ khó khăn hơn phía trước gấp bội. A à mộng, chẳng lẽ người cảm giác huyền nhi có thể đánh vỡ ghi chép? Thấy vợ liên tục hỏi thăm hưng kiếm thánh xoay đầu lại. Nhi tử của ta là thiên tài, đánh vỡ ghi chép còn không bình thường. Mộng kiếm thánh tự tin. Người nha, đối với nhi tử cũng quá có lòng tin. Tâm cảnh không phải cái khác, không có khả năng tiến bộ nhanh chóng. Hưng kiếm thánh lắc đầu. Tâm cảnh không phải thu vi, hấp thu linh khí sẽ tăng thêm lực lượng. Muốn tiến bộ, không có đốn ngộ, làm sao có thể được. Mau nhìn, lời còn chưa dứt, một thanh âm sắc nhọn vang lên, hưng kiếm thánh vội vàng ngẩng đầu, sau đó liền thấy chỉ số 29. Một trên không lắc lư một cái, thời gian nháy mắt liền biến thành 29. 2, ngay sau đó 29, 3, 29, 4, chuyện này, hưng kiếm thánh ngây người. Trường 3218, tâm cảnh khắc độ 29. chín một, không chỉ hưng kiếm thánh choáng váng, ngay cả trung niên nhân cũng ngốc tại chỗ, vẻ mặt như gặp phải quỷ, Bốn phía lặng ngắt như tờ, mới vừa nói Dương Sư tiến bộ cực nhanh, một canh giờ tăng lên không. Hai khắc độ, nhưng đó là xuất hiện đốn ngộ, hơn nữa còn trải qua một canh giờ, người 10 giây nhảy một chỉ số, 10 giây nhảy một chỉ số. Làm sao làm được, xem như danh sư nhất tinh 3.0, cũng chưa thấy qua tăng trưởng nhanh như vậy. Có phải thủy tinh cầu hỏng hay không? Trung niên không nhịn được nuốt nước bọt, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy thủy tinh cầu hoàn hảo không chút tổn hại, một chút tổn thương cũng không có. Không có hỏng, nhảy nhanh như vậy, nói rõ tốc độ tiến bộ của đối phương quả thực nghe rợn cả người. Ngột thần ở cách đó không xa lông mày cũng nhảy loạn, biểu lộ sắp sụp đổ. Đây chính là tâm cảnh khắc độ, hơn nữa vượt qua 29. Không, 10 giây một giá trị. Tâm cảnh khắc độ của hắn cực kỳ vững chắc, mỗi một cảnh giới đều cực kỳ mượt mà, mới có thể ở độ cao như thế, đồng dạng duy trì tiến bộ nhanh chóng. Lạc Nhược Hy chắp hai tay sau lưng, như không có bất kỳ ngoài ý muốn gì, thản nhiên nói. Thiên nhận danh sư, tăng lên tâm cảnh khắc độ, luận mức độ vững chắc, khẳng định vượt xa tự mình tu luyện, đồng dạng lấy xếp gỗ làm thí dụ, phía dưới xếp không có sai lầm, đằng sau coi như khó, cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Vững chắc, những người khác đều giật mình, tràn đầy cười khổ. Đặc biệt là hưng kiếm thánh, xấu hổ hận không thể có kẻ đất chui vào. Vốn còn nghĩ, Nhị tử tăng tiến quá nhanh, xảy ra vấn đề gì? Hiện tại mới phát hiện, người ta căn bản không phải tiến bộ nhanh, mà là quá chậm. Tích lũy cũng không cách nào lại tích lũy, dừng ở tại chỗ còn có ý nghĩa gì? Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, chỉ số trên không ngừng lại. 29, 9. Trương Huyền thở ra một hơi, từ thủy tinh cầu thu bàn tay về, lắc đầu. Xem ra đây là cực hạn. Tu luyện công pháp tâm cảnh khác độ cấp bậc thiên đạo. Vừa mới bắt đầu tiến bộ coi như nhanh, đạt tới 29. 9, lại không cách nào tấn thăng, hình như có một cửa ải to lớn trở ngại. Áp lực trước mắt cũng mất tác dụng, tiếp tục chờ đợi cũng là lãng phí thời gian. Vậy thì tu luyện xong. Thấy hắn đi tới, con mắt của trung niên trừng tựa như chiêng đồng. Người khác tu luyện, đừng nói một canh giờ, 10 canh giờ cũng không đủ, hắn ngược lại tốt, không đến 2 phút liền đạt đến cực hạn. Ừm vừa rồi thanh toán tiền một canh giờ, hiện tại thời gian chưa hết, các ngươi ai đi tu luyện? Trở lại trước mặt, Trương Huyền hỏi. Ta đi thử một chút. Mộng kiếm thánh vui vẻ nói. Nhi tử có thiên tư như thế, cảm giác so với nàng thực lực mạnh còn muốn cao hứng. Chờ một chút, vừa rồi ta nhìn những công pháp này, lòng có cảm ngộ, bản thân sáng tạo ra một bộ pháp quyết, mẫu thân học tập một chút, lại đi qua. Trương Huyền nói, sáng tạo ra pháp quyết, Mộng kiếm thánh ngẩn ngơ. Người từ nơi này đi đến thủy tinh cầu, lại đi về, tính toán đâu ra đấy, không đến 3 phút, không chỉ tâm cảnh khắc độ tiến bộ 0.8, còn sáng tạo ra pháp huyết. Đúng vậy. Trương Huyền cũng không giải thích, ngón tay điểm một cái, một đạo ý niệm lập tức truyền qua. Nhìn kiến thức với mới được truyền qua, thân thể của mộng kiếm thánh cứng đờ. Thân là cao thủ tâm huyết lai chiều cảnh, trên việc tu luyện tâm cảnh có phương pháp riêng của mình, nhưng nhìn pháp quyết của nhi tử, mới hiểu được trước đó luyện những thứ kia, cái gì cũng không bằng. chương 3219, tâm cảnh khắc độ 29. 92. Nàng cũng không nói chuyện, vội vàng cảm ngộ pháp quyết trong đầu, chỉ chốc lát liền dung hội quán thông. Ta thử một chút, hít sâu một hơi, đi tới trước mặt thủy tinh cầu, bàn tay tới tiếp xúc. Ông, một nhóm chỉ số xuất hiện ở trên không trung, 27. 3 tu vi của nàng không yếu, kiếm pháp thông huyền, nhưng tâm cảnh khắc độ vừa mới đột phá cửa ải danh sư cửu tinh, tiến bộ cũng không phải rất lớn. Cảm nhận được trong thủy tinh cầu truyền đến cảm giác áp bách, hai mắt mộng kiếm thánh nhắm nghiền, nghiêm ngặt dựa theo công pháp nhi tử truyền thụ, tiến hành tu luyện. Tạch tạch, lắc lư một cái, 27, 4, một phút đồng hồ sau, 27.5, lại một phút đồng hồ sau 27.6. Rất nhanh, giống như Trương Huyền vừa rồi, tạo thành quy luật, chỉ bất quá cái trước, 10 giây một lần, mà nàng một phút tấn cấp 0.1. Hưng kiếm thánh lần nữa trợn tròn con mắt. Muốn nói thế giới này, ai hiểu rõ mộng kiếm thánh nhất, khẳng định là hắn. Tính cách của vợ hấp tấp, trên tâm cảnh không có thiên phú gì, có thể đạt tới 27. 3. Là hắn hao tốn vô số tâm huyết, lợi dụng vô số bảo vật, phối hợp tu luyện kiếm pháp hợp kích mới đạt tới. Về sau mấy năm cũng không có tiến bộ qua một tia, hiện tại một phút nhảy 0.1. Công pháp của ngươi, hưng kiếm thánh vội vàng quay đầu nhìn về phía nhi tử. Có thể xuất hiện biến cố to lớn như vậy, khẳng định có quan hệ tới công pháp nhi tử truyền thụ cho. Cho ngài, chờ mẫu thân thử xong, người cũng thử một chút. Biết hắn nghĩ cái gì, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay điểm ra, truyền công pháp vừa rồi qua. Hưng kiếm thánh vội vàng tĩnh tâm, một lát sau cũng ngây người tại chỗ khó trách vợ tiến bộ nhanh như vậy, công pháp này quá lợi hại đi. Vô số tiên tổ của trương gia, bởi vì tâm cảnh cũng sáng chế ra không biết bao nhiêu pháp quyết, nhưng so sánh với bộ này, tất cả đều kém không biết bao xa, căn bản không ở một cấp bậc. Nói thật, càng ngày càng xem không hiểu. Lần nữa nhìn về phía nhi tử, hưng kiếm thánh nhịn không được cười khổ. Nghe được rất nhiều sự tích của nhi tử, vốn cho rằng chỉ cần trung đụng nhiều, nhất định có thể rõ ràng, vì sao tiến bộ nhanh như vậy, lớn như thế, kết quả thật tiếp xúc, ngược lại càng ngày càng xem không hiểu. Đối phương giống như biết tất cả mọi chuyện, toàn trí toàn năng, bất kỳ công pháp gì, cho dù là nhập môn cơ sở nhất, đặt ở trong tay hắn, cũng sẽ lập tức hóa mục nát thành thần kỳ, biến thành bảo vật để thế nhân động tâm. Truyền thuyết khổng sư cũng có loại năng lực này, chẳng lẽ trương gia chúng ta cũng xuất hiện một vị, có thể so với khổng sư. Hưng kiếm thánh tràn đầy kích động. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, khổng sư cũng có loại năng lực vừa nhìn liền biết này, trương huyền cũng tương đồng, có thể cũng đến tình trạng của khổng sư hay không. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy mong đợi. Người tới đi, ta tiếp tục tu luyện cũng không có tác dụng gì. Trong lòng đang cảm xúc, thanh âm của vợ vang lên, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên không hiện lên chỉ số 29. 9, không ngừng lay động, chỉ một hồi, vợ từ 27. 3 khắc độ, tăng lên 2, 6, đạt đến cực hạn của danh sư cửu tinh. 29, 9 là cực hạn của đại thánh, chỉ cần đột phá cái này, chẳng khác nào nắm giữ tâm cảnh có thể so với cổ thánh. Nhìn thấy hai người đạt tới con số này, một thần nhịn không được nói. Đột phá cái này, chẳng khác nào nắm giữ tâm cảnh của cổ thánh. Trương huyền sững sờ, sau đó con mắt hừng hực. Tu luyện là không cách nào tiến bộ, nhưng ta có thiên đạo chi thư a nếu như sử dụng, có thể trực tiếp tăng thêm năm, không hay không, thuận lợi đột phá giằng buộc, đạt tới cổ thánh. Chương 3220, Hương Mộng kiếm thánh đột phá 1. Thiên đạo chi thư cũng không phải chỉ có một công hiệu đập người, còn có trợ giúp ghi chép nội dung thư tịch, tăng lên tâm cảnh. Trước đó dùng qua hai lần, mỗi lần đều trực tiếp tăng lên 5. Không khắc độ, hiện tại tu luyện không còn tác dụng, có thể sử dụng cái này, một khi phá tan 29. 9 giằng buộc chẳng khác nào trực tiếp nắm giữ tâm cảnh của cổ thánh. Tuy cổ thánh chỉ gặp qua một lần, liền bị hắn tươi sống đập chết, nhưng thi thể ở trong giới chỉ, biết đối phương đáng sợ, nếu như tâm cảnh đạt tới, như vậy gặp lại cổ thánh cũng có năng lực tự vệ hay không? Coi như không làm được, tâm cảnh cao, ngụy trang cổ thánh, người khác khẳng định nhìn không ra. Tâm cảnh, đối với ngụy trang mà nói, tuyệt đối là máy gian lận tốt nhất, chỉ cần tâm cảnh đầy đủ, cường giả cùng cấp bậc không có người nhìn rõ thử một chút con mắt trương huyền hừng hực cẩn thận nhớ lại trạng thái lần đầu tiên mượn thiên đạo chi thư tăng lên tâm cảnh hai mắt nhắm lại tăng lên tâm cảnh không có động tính con mắt lại mở to tăng lên tâm cảnh vẫn không có động tính thiên đạo chi thư yên tĩnh lơ lửng ở trong thư viện giống như đang cười nhạo cử động của hắn giúp ta tăng lên tâm cảnh tăng lên a tâm cảnh đột phá hai mươi chín chín liên tục chơi đùa vài chục lần phát hiện thiên đạo chi thư không có phản ứng gì trương huyền đành phải xoa nghi tâm vẻ mặt bất đắc dĩ xem ra thiên đạo chi thư cũng không tăng lên được tu luyện tâm cảnh quả nhiên không có đơn giản như vậy xem ra phải trước thời hạn làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu lâu dài một ngày không được hai ngày hai ngày không được ba ngày cùng lắm thì nửa tháng dù sao cũng nên có thể a à. lại không đột phá được chỉ có thể nghĩ biện pháp nhìn một chút có thể thiên nhận danh sư lần thứ sáu, thí nghiệm một chút hay không? Trong lòng tràn đầy buồn phiền, đang muốn nhìn tâm cảnh của hưng kiếm thánh như thế nào, liền cảm thấy cách đó không xa, linh khí nhanh chóng hội tụ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau khi tâm cảnh của mộng kiếm thánh đạt tới 29. 9. Giang buộc dừng lại ở tâm huyết lai chiều bỗng nhiên mở ra, trực tiếp đạt đến bất hủ cảnh. Thiên phú của nàng vốn cực cao, sở dĩ không cách nào đột phá, là bởi vì lo lắng sự tình nhi tử, hiện tại nhi tử tìm về, tâm cảnh lại có tiến bộ, trực tiếp bước ra một bước. Bất hủ cảnh, nguyên thần bất hủ bất diệt, bất kỳ ngoại lực gì cũng không thể ảnh hưởng suy nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xé rách không gian. Loại cấp bậc này, đã là tồn tại cao nhất dưới cổ thánh. Linh khí rất nhanh tràn vào trong cơ thể, lực lượng trong cơ thể mộng kiếm thánh nhanh chóng kéo lên. Thấy đối phương đột phá cảnh giới, đến hoàn toàn củng cố, còn cần một đoạn thời gian rất dài, Trương Huyền cong ngón tay búng một cái, một viên đan dược cấp 9 bay ra. Đan dược vào miệng hòa tan, ngay sau đó, một cỗ linh khí mạnh mẽ nổ tung ở trong người, cửa ải trước đó trở ngại trong nháy mắt thông suốt. Thấy nàng đột phá, lại không có gì nguy hiểm, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Khổng Miếu mở ra, nguy cơ trùng trùng, thực lực càng mạnh, càng nhiều một phần thủ đoạn bảo mệnh, mặc dù là linh hồn xuyên qua, nhưng tình cảm của Hưng Mộng Kiếm Thánh đối với hắn hắn nhìn ở trong lòng, sâu trong nội tâm, đã sớm coi là cha mẹ. Loại tình huống này, đương nhiên là hy vọng bọn họ trở nên càng cường đại. Quay đầu nhìn về phía hưng kiếm thánh ở trước thủy tinh cầu, giờ phút này tâm cảnh cũng giống như mộng kiếm thánh, 0.1, 0.1 không ngừng tấn thăng, thời gian không dài, đồng dạng đạt đến 29. 9, lại không cách nào đột phá. Tâm cảnh của ta cũng đạt tới cực hạn. Hai mắt hưng kiếm thánh sáng lên, đi tới trước mặt. Ngài không đột phá sao? Thấy hắn hưng phấn, không hề giống mẫu thân chuẩn bị xung kích bất hủ cảnh, Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Chương 3221, Hưng Mộng kiếm thánh đột phá 2. Tâm cảnh mới vừa đột phá, không vội vã, chờ ta điều chỉnh một đoạn thời gian, liền xung kích. Hưng kiếm thánh gật đầu. Điều chỉnh cái gì, mau lại đây đi. Vừa rồi ta xem, sở dĩ ngài không cách nào đột phá, là bởi vì kinh mạch tắc nghẽn, ta chỗ này có chút đan dược ăn vào mở ra kinh mạch tắc nghẽn trực tiếp trùng kích là được trương huyền cong ngón tay búng một cái đưa tới một viên dược hoàn vợ cũng đột phá người còn điều chỉnh một hồi chờ trở về ăn đòn sao ta hưng kiếm thánh ngẩn ngơ chẳng lẽ tu luyện quá chậm bị nhi tử xem thường cũng đúng một năm trước người mới vừa vặn bước vào võ giả ta tâm huyết lai triều nửa năm trước người thánh vực ta tâm huyết lai triều vài ngày trước người đại thánh nhất trọng kiến thần bất hoại, ta tâm huyết lai chiều. Ngày hôm nay, người tới kim thân cảnh, ta còn con mẹ nó tâm huyết lai chiều. Lại không nhanh một chút, sẽ bị đuổi kịp. Hưng kiếm thánh cũng không giàu dĩ, há miệng nuốt đan dược xuống, kèm theo dược lực tan ra ở trong người. Ngay sau đó cảm thấy một đạo chân khí tinh thuần dọc theo kinh mạch nhanh chóng chảy xuôi, thời gian nháy mắt liền khơi thông kinh mạch tắc nghẽn trong cơ thể. Khí tức cường đại từ mi tâm phun ra ngoài, lực lượng ràng buộc nhiều năm lập tức đột phá. Chuyện này, còn chưa kịp ngồi xuống tu luyện đã đột phá, hương kiếm thánh tựa như nằm mơ. Như vậy liền, đột phá, cũng quá trò đùa đi, bất quá biết lúc này không phải thời điểm khiếp sợ, nhắm mắt lại liền bắt đầu tu luyện. Còn dư chút thời gian, các ngươi ai muốn tiếp tục? Thấy cha mẹ đều đạt đến bất hủ cảnh, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía lạc nhược hy cùng một thần. Không cần, ta cùng tiểu thư, Tâm cảnh đã đạt tới cực hạn, coi như tu luyện cũng không có ý nghĩa gì. Một thần ôm quyền, cực hạn, chẳng lẽ đều là 29, 9. Trương Huyền sướng sờ, còn tưởng rằng bọn họ chỉ là bất hủ cảnh bình thường, không nghĩ tới tâm cảnh khắc độ cũng đáng sợ như thế. Thủy tinh cầu vô dụng với chúng ta, đến bây giờ chỉ dùng không đến nửa canh giờ, người có phải nên trả lại cho chúng ta nửa canh giờ hay không? Trương Huyền nhìn về phía trung niên. Da mặt trung niên co lại. Người khác chạy tới tu luyện, một canh giờ có thể tấn cấp 0.1, cũng đủ để hưng phấn nửa tháng, ba người này ngược lại tốt, trong vòng nửa canh giờ, tất cả đều tấn cấp 29. 9, mấu chốt là còn cảm thấy một thánh khí tuyệt phẩm thiệt thòi, muốn trả lại tiền. Chưa thấy qua hố người như thế. Thế nào, không muốn trả. Trương Huyền cau mày. Đây cũng không phải, các ngươi có thể tới chỗ chúng ta đột phá, là vinh dự của cảnh tâm các chúng ta như vậy đi, ngày hôm nay một canh giờ này coi như miễn phí, không lấy tiền. Thấy vẻ mặt đối phương nghiêm túc, là thật đòi tiền, trung niên cắn răng, cổ tay khẽ đảo, thánh khí tuyệt phẩm vừa rồi đối phương giao cho hắn, lần nữa đưa trở về. Tuy thiệt thòi nửa canh giờ, nhưng một lần xuất hiện năm vị tâm cảnh 29. 9. Càng có 3 vị ở đây đột phá, đối với bọn hắn cũng là một lần tuyên truyền, tổng thể nói ra, xem như kiếm lời. Cái này còn tạm được, thu thánh khí tuyệt phẩm vào nhẫn, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Trung niên không nói thêm lời, quay đầu nhìn về phía thủy tinh cầu cách đó không xa, mắt sáng lên. Bọn họ đều đột phá nhanh như vậy, ta đi lên, có thể cũng tấn cấp rất nhanh hay không? Nghĩ đến cái này, cũng không trần chờ, vội vàng đi tới. Trong trận pháp thủy tinh cầu, một khi kích hoạt, một canh giờ là thời gian ngắn nhất, bọn họ đã không cần, bỏ cũng lãng phí, còn không bằng mình sử dụng vuốt ve lên trên, không biết qua bao lâu, chỉ thấy tâm cảnh khắc độ trên không không có biến hóa chút nào. Lúc này mới hiểu được, thủy tinh cầu cùng hắn không hề có một chút quan hệ. chương 3222, Lạc Nhược Hy lo lắng một Rời khỏi cảnh tâm các, tìm được chỗ trọ, sắc trời đã không còn sớm. Trương Huyền không có ra ngoài đi dạo, mà ngồi ở trong phòng, củng cố tu vi vừa mới tấn thăng, cẩn thận cảm mộ lực lượng trong cơ thể. Tu luyện, là quá trình gian khổ, cũng không phải một lần liền thành, cho dù thiên tài như hắn, cũng là không ngừng gắng sức mới có thành tựu của ngày hôm nay. Lần này đột phá, vu hồn, chân khí, đồng thời đạt đến đại thánh nhị trọng đại viên mãn, phối hợp long cốt thần thương, thời gian, không gian, chân giải, cường giả bất hủ cảnh đại viên mãn cũng có thể chiến một trận. Lại không giống trước đó, chỉ có thể mượn ngoại lực như khổng sư chi huyết. Liên tục mấy ngày đều ở tại chỗ, không ra ngoài một chút, ba ngày sau, người trương gia tụ hợp tới nơi này. Trải qua tu luyện, tu vi bất hủ cảnh của hưng mộng kiếm thánh đã hoàn toàn củng cố, hai người thi triển kiếm pháp, phối hợp lẫn nhau mà nói, bất hủ cảnh đại viên mãn cũng có thể chiến một trận, dưới cổ thánh có thể tổn thương bọn họ đã không nhiều lắm. Lần này tất cả thái thượng trưởng lão bế quan của trương gia hầu như đều tới, trương huyền nhìn lại, đạt tới bất hủ cảnh liền đạt tới hơn 20 người. Không hổ là đệ nhất gia tộc của danh sư đại lục, nội tình quả nhiên thâm hậu đáng sợ trương huyền nghe nói bên ngoài cực kỳ náo nhiệt có hứng thú đi dạo hay không ngày thứ năm lạc nhược hy tìm tới được trương huyền gật đầu tới khúc phụ một mực tu luyện quả thực có chút không thú vị vừa vặn đi ra xem một chút đi ra chỗ ở mấy ngày ngắn ngủi thành chấn trước mắt rõ ràng so với bốn ngày trước càng thêm náo nhiệt không chỉ có vô số danh sư cùng cường giả của danh sư đường lão tổ, thái thượng trưởng lão của những nghề nghiệp khác cũng tới không biết bao nhiêu. nơi này đã biến thành thiên đường cao thủ tụ tập, thậm chí không ít thánh thú đã tới đại thánh cấp cũng bay tới. bất quá tuy nhiều người, nhưng tất cả đều ngay ngắn trật tự, chưa từng xuất hiện mâu thuẫn, chiến đấu, tỷ thí cực kỳ hài hòa. nơi này là thánh địa, không ai dám làm loạn ở đây. thật có mâu thuẫn cũng sẽ ra khỏi thành chiến đấu. nhìn ra hắn nghi hoặc lạc nhược khi nói, khúc phụ. Vị trí của khổng miếu, tổ địa của danh sư đường, chỉ sợ thật đúng là không có cái nào không có mắt, dám làm loạn ở chỗ này. Người nói nơi này có dị linh tộc hay không? Dọc theo đường phố tiến lên, nhìn dòng người chen trúc trước mắt, Trương Huyền nói. Truyền thuyết hoàng giả dị linh tộc có thể ngụy trang thành danh sư, không bị phát giác, danh sư cử tinh cũng không phân biệt được. Thanh thú, cường giả nhân tộc đều tới, những người này chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội, sẽ lẫn vào trong đó hẳn là có lạc nhược khi gật đầu như nhớ tới cái gì nhìn lại sau khi di tích khổng miếu mở ra người tiến vào bên trong sẽ ngẫu nhiên xuất hiện không thể cùng một chỗ đến lúc đó nhất định phải cẩn thận ngẫu nhiên xuất hiện trương huyền sướng sờ ừm mấy ngày nay một thần một mực hỏi thăm tin tức khổng miếu mở ra nghe nói một khi mở ra chúng ta đều sẽ trong nháy mắt bị bao phủ sau đó ngẫu nhiên truyền tống đi nơi nào ai cũng không rõ ràng cũng có khả năng trong đám người bị truyền tống có dị linh tộc, vì lẽ đó không được chủ quan. Lạc Nhược Hy nói, ừm, um, ta biết, Trương Huyền gật đầu, nếu thật là ngẫu nhiên truyền tống, không được liền ngụy trang một chút. Không nói dị linh tộc, xem như chư tử bách Gia cũng có đại thù với hắn. Dù thực lực của hắn không yếu, nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cũng không muốn còn chưa đi vào khổng miếu, liền bị người giết cái dây chuyền này là cha cho ta, gặp được nguy hiểm, có thể bảo vệ ngươi một mạng. Lạc nhược khi trần chờ một chút, từ trên cổ của mình lấy ra một sợi dây chuyền đưa tới. Bề ngoài thoạt nhìn như thạch anh, bên trong lộ ra đỏ tươi, sặc sỡ lóa mắt, tựa như huyết dịch. Chuyện này... mươi 3223, Lạc Nhược Hy lo lắng hai Thấy nàng cho mình đồ vật, Trương Huyền nghi ngờ. Cho dù khổng miếu có nguy hiểm, nhưng hắn bất kể nói thế nào cũng có thể so với bất hủ cảnh đại viên mãn, cho dù có người muốn động thủ cũng không dễ dàng như vậy. cầm đi, khổng miếu cụ thể tình huống là gì, ai cũng không rõ ràng. ngộ nhớ có đồ vật khiến người ta đột phá đến cổ thánh, có dị linh tộc đột phá, thân phận của ngươi bị phát hiện, khẳng định gặp được không ít phiền phức. thấy hắn không nhận, lạc nhược hy nói, nàng nói thân phận là chỉ thiên nhận danh sư. trương huyền im lặng, đối phương nói không sai danh sư đại lục, một vạn năm trước đã không cách nào đột phá đến cổ thánh, nhưng khổng miếu đã phong ấn vài vạn năm, trong đó nắm giữ đồ vật để cho người ta đột phá cũng không phải không thể. Thật có dị linh tộc nhận được, hơn nữa biết được thân phận của mình, thật đúng là có thể sẽ bị đuổi giết. Đối phó bất hủ cảnh, hắn không quan tâm, nhưng cổ thánh, vẫn là chạy được bao xa thì chạy, căn bản không ở một tầng thứ. Ta cầm cái này, người thì sao? Biết đối phương hảo tâm, Trương Huyền nhận lấy dây chuyền, nghi ngờ nhìn lại. Nếu như thứ này thật có thể bảo vệ tính mạng, đối phương làm sao bây giờ? Ta, người không cần lo lắng, đánh không lại, chạy trốn vẫn có thể làm được. Lạc nhược hy lắc đầu, không muốn dây dưa vấn đề này quá nhiều, lần nữa nhìn lại. Vừa rồi, ta nhìn thấy lạc thất thất. Lạc thất thất, Trương Huyền sướng sờ. Nàng tới nơi này, từ lạc ra phân biệt, liền không thấy qua, lạc nhược hy đã nhìn thấy, chẳng lẽ cũng tới nơi này. Suy nghĩ một chút cũng đúng, đối phương nắm giữ tĩnh không châu, thực lực so với cường giả bất hủ cảnh cũng không hề yếu, đại sự như khổng miếu mở ra, xuất hiện ở đây cũng rất bình thường. Đúng vậy, nàng, là cô gái tốt. Lạc Nhược Hy dừng lại một chút, nói. Nhược Hy, ngươi, không có việc gì chứ. Thấy nàng đột nhiên tán dương tình địch, Trương Huyền nhíu mày. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy, khổng miếu mở ra, một khi chúng ta phân tán. Sợ lại không có cơ hội gặp nhau. Trên khuôn mặt không chút tì vết nào của lạc nhược hy mang theo lo lắng. Di tích khổng miếu, một khi đi vào, ai cũng không biết sẽ bị truyền tống đến nơi nào, đến lúc đó sinh tử không do bản thân khống chế, kết cục như thế nào cũng không rõ ràng. Có lẽ bây giờ gặp nhau đã là một lần cuối. Yên tâm đi, trong khổng miếu, cho dù có nguy hiểm, chúng ta cũng có thể cùng một chỗ vượt qua. Thấy nàng lo lắng, Trương Huyền bất đắc dĩ. Cô gái trước mắt này, từ khi mới quen, bất luận chuyện gì đều không thèm quan tâm, bộ dáng trang nhã, làm sao ngày hôm nay yêu sầu thiện cảm như vậy. Khổng miếu mở ra, dị linh tộc, trừ tử bách ra, vô số cường giả tiến vào, nguy hiểm là tất nhiên, nhưng muốn nói có thể giết hắn, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy. Tuy cô gái trước mắt này, đến cùng thực lực như thế nào, lấy ánh mắt của hắn hiện tại, cũng nhìn không ra sâu cạn, đủ để chứng minh còn đáng sợ hơn hắn bây giờ. Đã như vậy, lại có gì sợ hãi? Chỉ mong như vậy. Nữ hài mỉm cười ngắt lời hắn, không còn dầu dĩ, bàn tay duỗi ra. Truyền thế mẫu phù kia ở đâu? Có thể cho ta xem một chút hay không? Ở đây. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra tiểu phù phù đưa tới. Thứ này là hai người bọn họ cùng lấy được, đừng nói nàng chỉ muốn nhìn, đưa cho cũng không sao. Trường 3224, đi vào khổng miếu di tích một. Nhận lấy mẫu phù, bàn tay của Lạc Nhược Hy nhẹ nhàng chạm đến, sau một lúc lâu, lần nữa đưa tới. Lấy lại đi, người cầm là được, đến lúc đó ta ở trước khổng miếu chờ ngươi đi cùng. Trương Huyền mỉm cười, dù sao đi vào khổng miếu, hắn cũng không có ý định ném xuống đối phương, tin tưởng đối phương cũng không có khả năng ném hắn, đã như vậy, ai cầm đều không quan trọng. Không cần, đặt ở chỗ người đi, ta chỉ là nhìn một chút. Nữ hài lắc đầu, đưa thiên phù tới. Cũng được, đi vào khổng miếu, nếu thật là ngẫu nhiên truyền tống, bên trong có thể dùng ngọc phù liên đưa tin hệ thì thôi, nếu không cách nào liên hệ, ngươi tới khổng miếu trước mà nói, ở nơi đó chờ ta, ta đi trước, cũng sẽ chờ ngươi. Trương Huyền nói, được, Lạc Nhược Hy mỉm cười gật đầu. Một bên nói chuyện phiếm, một bên tiến lên, Trương Huyền hình như lần nữa trở lại ngày ở Hỏa Nguyên thành thổ lộ, dường như nữ hài ở bên người nắm giữ toàn bộ thế giới, yên tĩnh không nói ra được. Tuy không biết nữ hài cảm giác thế nào với hắn, nhưng đối phương giống như quen biết không biết bao nhiêu năm, như là duyên phận kiếp trước, quen thuộc như vậy, tự nhiên như vậy. Đi cùng người yêu, thời gian trôi qua rất nhanh, bất trí bất giác một ngày đã qua. Lần nữa trở lại chỗ ở, Trương Huyền đang định tạm biệt nữ hài, đột nhiên cảm thấy mặt đất lay động, toàn bộ khúc phụ tựa như bị một cỗ lực lượng khổng lồ nghiền ép, vô số kiến trúc cổ xưa không chịu nổi, nhao nhao sụp đổ, làm sao vậy? Trương Huyền sướng sờ. Khổng sư có thể để di tích của mình ở lại chỗ này, nhất định là suy tính qua vô số lần, thánh tử điện cũng không có xuất hiện qua động đất, nơi này làm sao có thể có. Khổng miếu lập tức mở ra. Lạc nhược hy ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Trương Huyền vội vàng nhìn lên, quả nhiên thấy viên cầu tựa như mặt trời trước mắt không ngừng lóe lên, thả ra hào quang bảy màu. Từng cầu núi giống như cầu vồng, từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, giống như muốn liên thông hai thế giới. Quang mang chiếu dọi xuống, áp lực bốn phía càng lớn. Không tốt, cảm nhận được cỗ lực lượng này, còn không có đạt tới đại thánh cấp, tất cả đều cảm nhận được áp lực nồng đậm, vội vàng tế ra bảo vật ngăn cản. Ngay cả Trương Huyền cũng ra đầu nổ tung, vội vàng vận chuyển chân khí ngăn cản. Tạch tạch, tạch tạch, tạch tạch, mặt đất xuất hiện vết rách, linh khí bốn phía hình thành cơn bão năng lượng, như vòi rồng chảy ngược. Trương Huyền, nếu như ta có một số việc giấu giếm ngươi, ngươi có hận ta không? Cảm nhận bốn phía cuồng phong tàn phá bửa bãi, Lạc Nhược Hy đưa bàn tay qua, nắm bàn tay của Trương Huyền hỏi. Đương nhiên sẽ không, ngươi không muốn nói, khẳng định là có nỗi khổ tâm riêng của mình. Không biết vì sao nàng nói ra lời này, Trương Huyền nói. Vậy nếu như ta, Lạc Nhược Hy đang muốn tiếp tục nói chuyện, bầu trời nổ vang, toàn bộ khúc phụ thành trong nháy mắt bị bạch quang bao phủ. Nhược Hy Trương Huyền thấy hoa mắt, cũng cảm giác được bàn tay mềm mại biến mất không thấy gì nữa, cả người choáng váng, tựa như mất đi chi giác. Không biết qua bao lâu, lần nữa mở mắt, phát hiện xuất hiện ở trong một sơn mạch bắt ngát, bốn phía đều là cây cối đổ sộ, không nhìn thấy cuối. hai 3.225 đi vào khổng miếu di tích 2. Lạc Nhược Hy, vội vàng đứng dậy, nhìn lại bốn phía, không có nửa cái bóng người. Xem ra là khổng miếu mở ra chúng ta đều bị ngẫu nhiên truyền tống. Trương Huyền sửng sốt một chút, ngay sau đó giật mình. Mới vừa rồi còn ở khúc phụ, thời gian nháy mắt đến nơi này, hơn nữa nữ hải nắm chặt bàn tay cũng không thấy, rõ ràng là bị một cỗ lực lượng cường đại truyền tống rời khỏi. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là khổng miếu hoàn toàn mở ra. Chỉ cần là người trong khúc phụ, hẳn đều được đưa đến không biết nơi nào. Khí tức sư phong ở nơi này, so với khúc phụ thì càng nồng đậm biết chỉ là bị truyền tống, hẳn không nguy hiểm gì, Trương Huyền không lo lắng nữa, đứng tại chỗ, thần thức phóng ra ngoài, cảm thụ một chút, nhịn không được gật đầu. Khó trách người người đều gọi nơi đây là di tích, lao tới tìm kiếm cơ duyên, khí tức sư phong ở nơi này, quả nhiên nồng đậm hơn khúc phụ, ở đây tu luyện, tâm cảnh nhất định nhanh chóng tăng lên, đạt tới tình trạng để cho người ta sợ hãi thán phục. Linh khí cũng càng thêm nồng đậm, vượt qua tất cả bảo địa trước đó nhìn thấy. Chỉ khí tức sư phong nồng đậm ngược lại cũng thôi, trọng yếu nhất là linh khí cũng dày đặc, như sắp thực chất hóa, ở đây tu luyện, coi như không cần linh thạch tuyệt phẩm, cũng có thể duy trì tấn cấp nhanh chóng. Cẩn thận cảm thụ một chút, biết ở đây hoàn toàn có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, cổ tay khẽ đảo, một ngọc bài đưa tin xuất hiện. Trương Huyền nghiên cứu một chút, bất đắc dĩ thu về. Giống như trước đó đoán, ngọc bài đưa tin không cách nào truyền lại tin tức nơi này hình như là hoàn toàn khép kín bàn tay nâng lên lòng cốt thần thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay bỗng nhiên đâm một cái không gian lắc lư nhưng không phá vỡ cũng không cách nào xuyên toa không gian trương huyền hiểu được không chỉ không thể truyền tin tức ngay cả không gian cũng không phá nổi không hình thành được không gian thông đạo tự nhiên sẽ không thể xuyên qua vu hồn xuyên toa cũng làm không được cũng cho thấy truyền tống trận vô dụng một lát sau Trương Huyền lần nữa than thở. Không hổ là di tích khổng miếu, thực lực của hắn tiến bộ nhiều như vậy, cũng không làm được những sự tình này, rõ ràng tính ổn định của không gian nơi này còn muốn đáng sợ hơn ngoại giới. Bay một chút thử xem. Thân thể nhoáng một cái, bay lên, càng lên trên, cảm thấy áp lực càng lớn, dường như trên người cóng vật nặng vạn cân, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống dưới. Chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, dùng hết toàn lực đi tới vị trí ngọn cây, liền không kiên trì nổi. Hô, rơi ở trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Trương Huyền vỗ vỗ bụi đất trên người, đứng dậy, vẻ mặt ngạc nhiên. Cái di tích này, không chỉ không gian mặt đất vững chắc, phía trên càng kiên cố hơn, lấy thực lực của hắn, vậy mà bay không đến đỉnh ngọn cây, người bình thường thì càng không cần suy nghĩ. Vốn còn nghĩ, trước bay đến trên không, coi hoàn cảnh bốn phía một vòng, tìm được vị trí chính xác của khổng miếu. Hiện tại xem ra không làm được. Minh lý chi nhãn, Trương Huyền cũng không nhụt chí, ánh mắt lóe lên, nhìn lại bốn phía. Bốn phía có khí tức sư phong tồn tại, như vậy địa phương loại khí tức này càng nồng đậm, nhất định là vị trí khổng yếu. Dùng cái này tìm kiếm, hẳn có thể tìm được vị trí trung tâm. Rất nhanh, quay một vòng, vẻ mặt Trương Huyền trở nên tái nhợt. Sư phong chi khí quả thực đâu đâu cũng có, nhưng bốn phía mức độ đậm đặc lại đồng dạng. Nói cách khác, coi đây là tiêu chuẩn tìm kiếm khổng miếu mà nói, căn bản không làm được. Hừ, cho rằng như vậy liền làm khó ta, ta còn có thư viện. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay nhiều ra một quyển sách. Đổi lại người khác, khả năng thật sự không hiểu ra sao, không có biện pháp, nhưng hắn khác biệt, còn có thư viện, ban đầu ở di tích Bạch Khê Sơn, từ trong nhiều môn hộ như vậy, còn thuận lợi tìm được vị trí của Long Cốt Thần Thương, lần này nhất định cũng có thể chương 3226, Kim Diện Khung lang 1. Bút lông xuất hiện, rất mau vẽ ra hoàn cảnh chung quanh, tám cái phương hướng, đều viết chữ vị trí khổng miếu, ngón tay đụng một cái, trong đầu ông một tiếng, nhưng không xuất hiện thư tịch. Sắc mặt trương huyền tái xanh, không có xuất hiện thư tịch, nói cách khác, trong chuyện tìm kiếm phương vị khổng miếu này, thư viện cũng vô dụng. Loại tình huống này, còn là lần đầu tiên gặp được. Khổng miếu ẩn giấu ở trong hư không, danh sư đại lục, vô số thiên cơ sư cũng suy tính không ra. Chỉ sợ, là khổng sư sử dụng một loại thủ đoạn che lấp thiên cơ nào đó. Trương huyền hiểu được, tràn đầy buồn bực. Danh sư đại lục, cường giả vô số, dị linh tộc cũng có không biết bao nhiêu thiên tài và cao thủ, khổng sư lưu lại xuân thu đại điển, đã sớm hấp dẫn không biết bao nhiêu người thèm nhỏ rãi, nhưng mấy vạn năm cũng không có bị phát hiện, khẳng định không chỉ che giấu không gian, còn có phương pháp phòng ngừa thiên cơ sư thôi diễn đã như vậy thư viện không cách nào dò xét cũng cực kỳ bình thường thiên đạo thư viện chỉ cần ở dưới thiên đạo bao phủ không gì làm không được đâu đâu cũng có nhưng địa phương bao phủ không đến thì sao cái khổng miếu này rất rõ ràng chính là loại vị trí ấy ngón tay điểm một cái truyền thế mẫu phù xuất hiện ở đầu ngón tay tiểu phù phù người nhìn bọn ta nên đi như thế nào mới có thể tới khổng miếu rất nhiều thủ đoạn vô dụng mẫu phù đã ở đây hẳn sẽ có biện pháp đi. Chỉ có cách khổng miếu 10 cây số, ta mới có thể cảm ứng được nơi này. Ta cũng không rõ lắm. Truyền thế mẫu phù bay đến trên không, vặn vẹo thân thể hồi đáp. Nó có thể cảm ứng khổng miếu, nhưng cũng có hạn chế, khoảng cách quá xa cũng giống như những người khác, tìm không thấy. Được rồi, có gì phát hiện thì truyền âm cho ta. Thấy thủ đoạn cuối cùng cũng mất tác dụng, Trương Huyền lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ở danh sư đại lục, làm gì cũng được không nghĩ tới mới đi đến khổng miếu này liền ăn quả đắng tốt có điều di tích khổng miếu nếu như lựa chọn phương hướng không đúng có thể sẽ càng đi càng lệch thanh âm của truyền thế thiên phù truyền đến đúng vậy nên đi phương hướng nào nhất định phải cẩn thận cân nhắc ngàn vạn không thể hành sự lỗ máng trương huyền gật đầu trầm tư phút chốc đột nhiên ánh mắt sáng lên có rồi có biện pháp làm sao tìm được phương hướng truyền thế thiên phù nghi ngờ nhìn qua. Dựa vào long cốt thần thương. Trương huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay run lên, trường thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nó có thể phân biệt phương hướng. Truyền thế thiên phù sướng sờ. Ta cũng không tìm được, nó có thể làm gì. Nó là khổng sư luyện chế ra, chuyên môn dùng để tìm kiếm khổng miếu, kết quả tìm không thấy cái gì, một cái trường thương có thể làm được gì. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bàn tay trương huyền run lên, trường thương quay tròn trên không trung Chỉ chốc lát ngừng lại, mũi thương chỉ một phương hướng. Ừm, đi bên này. Trương huyền bình tĩnh gật đầu. Truyền thế thiên phù. Long cốt thần thương. Còn tưởng rằng dùng phương pháp gì tìm đường, không nghĩ tới qua loa như vậy. Đây chính là tìm khổng miếu, không phải bàn quay may mắn. Không để ý tới hai gia hỏa buồn bực, nắm lấy phù lục dấu kỹ trong người, long cốt thần thương lần nữa biến thành đai lưng sải bước đi thẳng về phía trước. Chương 3227, kim diện khung lang 2. Dù sao cũng tìm không thấy phương hướng, còn không bằng tùy tiện chọn. Trong di tích linh khí nồng đậm, một đường tiến lên cũng không thấy cực khổ, chỉ chốc lát, một dòng suối xuất hiện ở phía trước, liếc mắt nhìn, Trương Huyền nhịn không được cảm xúc. Chảy xuôi không phải nước, mà là linh dịch. Nói cách khác, linh khí nơi này quá nồng nặc, khắp nơi có thể hội tụ thành chất lỏng lúc trước vì thứ này, còn phá hủy vân vụ sơn của người ta, không nghĩ tới nơi này khắp nơi có thể thấy được. Thu, tuy loại linh dịch cấp bậc này, đối với hắn đã không còn tác dụng, nhưng dựa vào tinh thần tiết kiệm, đồ tốt không thể ném đi, nên Trương Huyền Thu sạch sẽ, một giọt cũng không còn dư lại. Vượt qua dòng sông, tiếp tục tiến lên, thấy được không ít linh dược, nhỏ nhất cũng đạt đến ngàn năm, lớn chừng hơn mấy vạn năm, từ xa nhìn lại, mùi thuốc sông vào mũi quả nhiên bảo vật đầy đất. Liên tục hái mười mấy gốc, Trương Huyền tràn đầy hưng phấn. Không hổ là di tích khổng miếu, bảo vật nhiều không lời nói. Khó trách vô số cường giả của danh sư đại lục đều muốn tiến vào trong đó, linh khí, sư phong, bảo vật. Bất luận bên nào cũng đủ để cho người ta nhanh chóng tiến bộ, vượt xa ở bên ngoài vất vả tu luyện. Đinh đinh đinh, đang tiến lên, nơi xa truyền đến thanh âm kim thiết giao kích, Trương Huyền không do dự nữa, thẳng tắp chạy qua còn chưa tới trước mặt, liền thay đổi dung mạo. Thân là tam đại gia chủ, thánh tử điện điện chủ, càng bị danh sư đường truy nã, sớm đã vang danh thiên hạ, chỉ cần là danh sư, không quen biết cũng không nhiều, vẫn phải cẩn thận một chút. Vòng qua một sườn đất, thấy được địa phương vang lên thanh âm, năm nam hai nữ, đang vây quanh một thánh thú chiến đấu. Là một con kim diện khung lang, trời sinh kim diện, vừa ra đời liền nắm giữ thực lực kim thân cảnh, chỉ cần trưởng thành có thể so với cường giả tâm huyết lai triều đỉnh phong nam nam hai nữ đối diện nó ba kim thân cảnh còn lại đều đạt đến tâm huyết lai triều không có mặc danh sư bào cũng không có huy chương danh sư nhìn không ra có phải dị linh tộc ngụy trang hay không năm đại cao thủ liên hợp vây công kim diện khung lang liên tiếp lui về phía sau không phải là đối thủ dựa theo tình huống bình thường thánh thú cùng cấp bậc sức chiến đấu sẽ mạnh hơn nhưng mọi người vì chuẩn bị đi vào khổng miếu mang theo rất nhiều bảo vật đủ loại bảo bối giống như không cần tiền lại thêm kim diện khung lang dường như thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu chỉ chốc lát liền bị trọng thương mọi người nghe ta chỉ huy cùng một chỗ tấn công thấy khung lang đã ngăn cản không nổi trong đám người một thanh niên lên tiếng hét lớn tốt còn lại mấy người con mắt đồng thời sáng lên đủ loại vũ khí bay lượn đồng loạt đâm tới suốt cục kim diện khung lang ngăn cản không nổi ngã trên mặt đất cắt đứt hô hấp giết. Đồng thời thở phào nhẹ nhóm, mọi người vừa định ăn mừng một chút, liền nghe tiếng chân bước chuyển đến, một thanh niên đi tới. Người nào? Mọi người cảnh giác. Ta chỉ là đi ngang qua. Trương Huyền vội nói. Đi ngang qua. Mấy người cảnh giác nhìn qua, tựa hồ sợ hắn nhân cơ hội cướp đi kim diện khung lang đã bị giết. Ta không hứng thú với con thánh thú này, không cần cảnh giác như thế. Thấy biểu lộ của bọn họ, Trương Huyền lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra, xấu hổ cười một tiếng. Đối phương vừa chém giết ra hỏa kia, bản thân liền đi ra, không khẩn trương mới lạ. Tin rằng người cũng không dám. Dường như nhìn ra tu vi của Trương Huyền chỉ là kim thân cảnh bình thường, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thanh niên trước đó phát mệnh lệnh hừ một tiếng, lúc này mới lần nữa nhìn về phía sát sói, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một thanh đao nhọn đâm tới, rất nhanh móc xuống hàm răng cùng móng vuốt có thể chém giết ra hỏa này, công lao của ta lớn nhất, ta lấy hàm răng cùng móng vuốt, hẳn mọi người không có ý kiến A, à, còn lại các ngươi chia là được. Thanh niên thản nhiên nói. chương 3228, xích ngạch bạch hổ 1. Bộ phận cường đại nhất của thánh thú chính là hàm răng cùng móng vuốt, lấy hai thứ này đi, còn lại giá trị liền thấp. Bất quá biết thực lực của thanh niên, mọi người không dám nói nhiều, tất cả đều gật đầu. Chỉ chốc lát, sát sói to lớn bị giải phẫu sạch sẽ. Trên người Trương Huyền có rất nhiều bảo vật, mặc dù kim diện khung lang không yếu, nhưng còn không vào mắt, lại nói đối phương vất vả giết chết, cùng hắn quan hệ không lớn, thân là danh sư, còn không làm được sự tình đoạt bảo vật của người. Nhìn phân phối sát sói, cũng coi như nhìn ra một ít môn đạo. Vốn cho rằng những người này biết nhau, sau khi đi vào di tích không tách ra, hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Mấy người bọn hắn rõ ràng đề phòng lẫn nhau, ở trên phân phối cũng tận tranh thủ thêm lợi ích, thoạt nhìn là đoàn thể, thực tế ngoài hợp mà trong xa. Vị bằng hữu này, nhìn ngươi một thân một mình, không bằng gia nhập chúng ta, phạm vi di tích rộng lớn, không biết có bao nhiêu cao thủ cùng thánh thú, một mình đi lại, nguy hiểm không cần phải nói, coi như nhận được đồ tốt, sợ cũng không có năng lực cầm tới. Chia xong đồ vật, thanh niên cầm đầu nhìn qua. Mọi người đi cùng nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không nói cái khác, như Kim Diện Khung Lang, loại thánh thú cấp bậc này, danh sư đại lục hầu như tuyệt tích, tìm cũng không tìm được, một khi gặp, sẽ không phải là đối thủ, đừng nói ra lông cùng thi thể, khả năng ngay cả một cái lông sói cũng không chiếm được. Mấy người khác cũng gật đầu nói. Mặc dù mọi người cùng một chỗ, phân phối lên, khả năng chỉ có thể cầm tới cực ít, nhưng không chịu nổi bảo bối nhiều. Một người không chiếm được không nói, ngộ nhớ bị người cướp, chết cũng không biết chết như thế nào bên ngoài có danh sư đường tỏa chấn, tu luyện giả không dám quá mức vi phạm quy củ, nhưng đây là di tích, thánh thú không biết bao nhiêu, tùy tiện giết mấy người, xử lý sạch thi thể, ai biết chuyện gì xảy ra. Nơi này không có bất kỳ quy tắc nào khác, có chỉ là điểm mấu chốt cùng nhân tính. Danh sư có thể giữ vững điểm mấu chốt, dị linh tộc thì sao? Tán tu khác thì sao? Trương Huyền gật đầu. Được. Dù sao không có phương vị, không bằng đi cùng đám người này, cũng có thể che giấu tung tích, không cho người ngoài nghi ngờ. Tại hạ mục tiêu, tu luyện giả mộc ra. Thấy hắn đồng ý, thanh niên cầm đầu đứng dậy, mang theo một cỗ ngạo khí. Trương huyền giật mình, nguyên lai là cao thủ mộc ra. Loại thực lực này, phỏng trừng cũng là át chủ bài của bọn hắn, trước đó chưa từng nghe qua. Trương huyền ôm quyền, tại hạ huyền trương, tán tu. Nguyên lai là huyền huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu mục tiêu khách sáo nói mấy người còn lại cũng tự giới thiệu bảy người có sáu vị là đệ tử thế lực lớn đi ra chỉ có một vị là tán tu lên đường đi kết minh xong xuôi mục tiêu nói một tiếng mọi người đồng loạt tiến lên thấy phương hướng bọn họ đi lại cùng vừa rồi mình muốn đi nhất trí trương huyền chẳng muốn nói nhiều theo sát ở sau lưng liên tục đi hai canh giờ trong lúc đó gặp ba thánh thú có thể so với kim diện khung lang không muốn bại lộ năng lực vượt cấp khiêu chiến, Trương Huyền một mực xuất công không xuất lực, đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Vốn thấy hắn một mình đi lại cũng vô sự, còn tưởng rằng có vô số bảo vật cùng thủ đoạn, giờ phút này thấy thực lực bình thường, mọi người tất cả đều không còn hứng thú, thái độ cũng không nhiệt tình giống như trước. Ngươi không có gia lực gì, con thánh thú này không có phần của ngươi, chờ sau này gặp được thích hợp lại nói. Chia cắt con thánh thú thứ ba, mục tiêu nói còn tưởng rằng sẽ có thủ đoạn lợi hại gì, tán tu chính là tán tu A. Giết chết con thánh thú này, hắn hầu như không có giúp đỡ, chia làm gì. Mọi người nghị luận ẩm ý. Đối với mấy lời nói này, Trương Huyền không thèm để ý, mà nhìn về phương hướng vừa rồi thánh thú xuất hiện, con mắt càng ngày càng sáng. Liên tục gặp phải ba con thánh thú, đều là từ phía trước chạy đến, phương hướng nhất trí, đã như vậy. Phương vị của khổng miếu, có thể ngay ở phía trước hay không? chương 3229, xích ngạch bạch hổ 2. Nghĩ đến cái này, Trương Huyền không trần trừ, đang muốn thoát ly đội ngũ, một mình tiến lên, lần nữa nghe được Sơn Lâm xuất hiện thanh âm sột soạt. ngẩng đầu nhìn lại, một con xích ngạch bạch hổ xuất hiện ở phía trước. Con thánh thú này nắm giữ thực lực tâm huyết lai triều đại viên mãn, vừa xuất hiện, liền hiển lộ ra uy áp mạnh mẽ, cho người ta một loại cảm giác hoảng sợ. Mọi người đề phòng, mục tiêu biến sắc, vội vàng hét lớn dầm mọi người cũng coi như có quá nhiều lần kinh nghiệm chiến đấu nghe hắn chỉ huy đồng loạt đứng vào vị trí từng cái tay cầm vũ khí thần thái ngưng trọng giống thấy có người ngăn cản xích ngạch bạch hổ nhất thời giận dữ gào thét một tiếng lao đến vừa động thủ đại gia hỏa này đã hiển lộ ra lực lượng kinh người móng vuốt ép xuống không khí phát ra thanh âm nghẹn ngào còn không cận thân từng đạo sóng khí liền như lợi kiếm bổ về phía mục tiêu Thanh Mộc Thuẫn. Đồng tử của mục tiêu co rụt lại, lại không để ý tới cứu viện, một cái Mộc Thuẫn hình tròn xuất hiện ở phía trước. Chính là bảo vật của mục gia. Tạch tạch, mặc dù bảo vật này chân quý, nhưng xích ngạch bạch hổ quá mạnh, móng vuốt như gió, bỗng nhiên vạch một cái, liền xuất hiện vết rách. Phốc, mục tiêu ngăn cản không nổi, máu tươi phun mạnh, bay ngược ra. Đồng loạt ra tay, biết không động thủ, có khả năng đều chết ở chỗ này, người ở trên không trung liền hô lên. Nhận được mệnh lệnh, những người khác đồng loạt tấn công. Đủ loại vũ khí bay lượn ở trên trời, khí mang tung hoành, có điều ngay cả da lông của đối phương cũng không có đâm thùng. Giống, xích ngạch bạch hổ quá to một tiếng, thân thể khổng lồ bỗng nhiên xoay một cái. Vũ khí của mấy người, tất cả đều bị đánh rơi trên mặt đất, từng cái bay ngược ra, bị trọng thương. Mọi người liên hợp, lại đều không ngăn cản nổi không hổ là thánh thú tu vi tâm huyết lai chiều cảnh đỉnh phong đáng sợ chẳng lẽ phải chết ở chỗ này nhìn thấy dùng hết toàn lực ngay cả da lông của đối phương cũng đâm không thủng đám người mục tiêu cười khổ biết khả năng lần này thật sẽ chết ở đây sớm biết liền không vào sâu như vậy ngay thời điểm mọi người cảm thấy lần này hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ thấy thanh niên vừa rồi một mực đánh xì dầu từ đằng sau đám người đi ra nơi này không thể phi hành bước đi mà nói tốc độ lại quá chậm, vừa vặn ngươi xuất hiện. Đã có duyên phận như vậy, liền cho ngươi một cơ hội, làm thú sủng của ta. Đi tới trước mặt xích ngạch bạch hổ, huyền trương thản nhiên nói. Giống, xích ngạch bạch hổ bối rối. Cái tên này đầu óc không có vấn đề chứ. Còn cho ta một cơ hội, để ta làm thú sủng. Những người khác cũng ngây người. Vừa rồi gặp được thánh thú tu vi kim thân cảnh, cũng không có ra cái lực gì, giờ phút này muốn thu thánh thú tâm huyết lai triều đại viên mãn làm thú sủng. Thuần thú sư thu thú sủng, bình thường cần bồi dưỡng tình cảm nhiều năm mới có thể ký kết khí ước, di tích khổng miếu không biết có thể mở ra bao lâu, nhưng chắc chắn sẽ không có mấy năm. Không nói thực lực, chỉ nói thời gian là không thể nào. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ nhìn thấy liền trực tiếp vây công chém giết, còn chưa hề nghĩ tới có cơ hội thuần phục một con trở về. Cái tên này, Thực lực chỉ có tu vi Kim thân cảnh, dám nói lời này, thật không sợ bị một bàn tay đập chết. Ánh mắt mọi người nghi hoặc còn không có kết thúc, quả nhiên thấy bạch hổ gào lên một tiếng, móng vuốt chụp tới đầu hắn. Chương 3230, bạch hổ biến thú sủng một. T Lạp. Không gian phảng phất như bị xé nứt, móng vuốt còn không có hạ xuống, không khí liền nổ tung như pháo. Bị Trần Trụi Miệt thị, xích ngạch bạch hổ hoàn toàn nổi giận lần này lực lượng so với vừa rồi đối phó đám người mục tiêu còn muốn đáng sợ hơn xem như thánh khí tuyệt phẩm đụng tới cũng sẽ bị xé rách thanh niên đối diện giống như bị sợ choáng váng không nhúc nhích vậy mà không trốn tránh chút nào còn tưởng rằng thật sự là cao thủ gì không nghĩ tới bao cỏ như vậy xích ngạch bạch hổ lộ ra vẻ khinh miệt móng vuốt rơi vào đầu của đối phương ông thanh âm sắt thép giao kích vang lên cảnh tượng đầu nổ tung cũng không xuất hiện ngược lại đồng tử của xích ngạch bạch hổ co rút, vội vàng thu móng vuốt về, không ngừng run rẩy. Nó dùng hết toàn lực đi đập đầu của đối phương, đối phương không những không có việc gì, ngược lại móng của nó bị chấn run lên. Trong nháy mắt liền biết kẻ trước mắt này, thoạt nhìn là kim thân cảnh, thực tế thực lực vượt xa bản thân. Giống, bạch hổ gầm nhẹ một tiếng, xoay người bỏ chạy. Làm cái gì a? À? vừa tỉnh ngủ, vốn muốn đi tìm con mồi, không nghĩ tới gặp phải thiết bản. Nhất định là rời giường tư thế không đúng, không được, lại đi ngủ một giấc, cục diện trước mắt hẳn có thể hóa giải. Thánh thú trong di tích, mặc dù không có trải qua bao nhiêu chiến đấu, trí thông minh cũng thấp hơn ngoại giới, nhưng cũng không đại biểu ưa thích tự tìm cái chết. Dùng hết toàn lực, cũng không có đánh tan đầu của đối phương, thực lực kẻ trước mắt này mạnh mẽ, tuyệt đối không phải nó có thể đối phó, đã như vậy, nơi đây không nên ở lâu. Ta cho ngươi đi rồi sao? thấy nó vỗ một cái liền muốn trốn, Trương Huyền sao có thể để nó tọa nguyện, một cước đá tới. Ô ô ô, xích ngạch bạch hổ bay ra hơn 10 mét, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất, trong đầu thất điên bát đảo, muốn đứng lên cũng không làm được. Tốt rồi, thần phục ta đi. Trương Huyền đi tới trước mặt, lần nữa đá một cước, thản nhiên nói. Một phút đồng hồ sau, một giọt tinh huyết rơi vào mi tâm Trương Huyền, xích ngạch bạch hổ hoàn toàn thuần phục. Cái này còn tạm được, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng trương huyền nghiêng người ngồi ở trên lưng hổ quay đầu nhìn mọi người ta còn có việc đi trước nói xong đạp chân xuống bụng bạch hổ người sau thẳng tắp sông về phía trước thời gian nháy mắt biến mất ở trong sơn lâm giống như chưa hề xuất hiện qua hắn một người thuần phục xích ngạch bạch hổ không đến ba phút để thần phục thánh thú đám người mục tiêu đều nuốt nước bọt một mực cho rằng là cái bao cỏ nằm mơ cũng không nghĩ đến lại là hoàng kim. Hơn nữa cường đại như vậy, sớm biết nên lôi kéo thật tốt, nếu như có thể một mực đi cùng với hắn mà nói, tuyệt đối có thể thu hoạch phong phú. Đáng tiếc, vừa rồi đắc tội người, trước đó chém giết thánh thú được nhiều đồ vật như vậy, không có phân ra chút nào, có thể xuất thủ cứu người là tốt lắm rồi. Đúng vậy, bỏ qua một cơ hội. Mọi người từng cái tràn đầy hối hận. Di tích khổng miếu, bảo vật nhiều, nhưng nguy cơ càng nhiều, đi cùng cường giả sẽ có nhiều kỳ ngộ hơn, đáng tiếc. Loại cơ hội này đã không còn. Không đi quản những người kia hối hận, Trương Huyền ngồi ở trên lưng bạch hổ, nhanh chóng đi về phía trước. Ngươi là thánh thú nơi này, có biết vị trí khổng miếu ở đâu không? Thuần phục đại gia hỏa trước mắt, trong lòng Trương Huyền lần nữa máy động. Thủ đoạn khác tìm không thấy vị trí khổng miếu, nhưng đại gia hỏa này sinh trưởng ở địa phương, hẳn sẽ biết tình huống chung quanh, so với ngủ quáng đi lại thì tốt hơn nhiều chủ nhân, khổng miếu là cái gì? Thanh âm của bạch hổ truyền đến. Trương huyền cao mày. Người không biết. Trương 3231, bạch hổ biến thú sủng hai. Bạch hổ lắc đầu. Trương huyền tiếp tục hỏi. Vậy người có biết, bốn phía này có cấm địa gì là các ngươi không thể tới không? Nếu là khổng miếu, khẳng định là cấm địa, không biết nơi này, nhưng cấm địa hẳn là rõ ràng. Bạch hổ suy nghĩ một chút nói. Cấm địa là có, bất quá là lãnh địa của Kim Linh Vân Hổ, lần trước ta trong lúc vô tình đi vào, bị đánh gần chết. Đúng, chủ nhân, nó là vương giả trong phạm vi vạn dặm ở nơi này, nếu như người có đồ vật muốn tìm, nó hẳn sẽ biết. Kim Linh Vân Hổ, vẻ mặt Trương Huyền vô cùng nghi hoặc. Thời điểm hắn ở Thánh Tử Điện, nghiên cứu qua không ít thánh thú, còn chưa từng nghe qua thứ này. Là, một con cọp cái, ta đã từng theo đuổi nàng, khụ khụ, nhưng không thành công xích ngạch bạch hổ tràn đầy xấu hổ. Lúc trước nghĩ đến mình một thân trắng tinh, anh Tuấn có một không hai, liền mạo hiểm đi tìm đối phương. Kết quả, mới đi đến lãnh địa của đối phương, còn không có nhìn thấy cái bóng, liền bị sách đuôi ném ra. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy xấu hổ. Cọp cái, quả nhiên không thể trêu vào a hát. Về sau tìm lão bà, tuyệt đối không thể tìm cọp cái, soi cái ở bên cạnh thoạt nhìn rất dịu dàng. Không biết ý nghĩ trong lòng nó, Trương Huyền hỏi nó có thực lực gì con tòa kỵ này mặc dù là tâm huyết lai triều đỉnh phong nhưng phòng ngự vô địch thêm vào lực lượng mạnh mẽ bất hủ cảnh sơ kỳ thánh thú trung kỳ bình thường cũng chưa chắc có thể chống lại bị kim linh vân hổ đánh thực lực nên mạnh bao nhiêu bất hủ cảnh đại viên mãn là một trong năm đại vương giả ở nơi này xích ngạch bạch hổ nói năm đại vương giả ừm năm đại vương giả cường đại nhất vùng tùng lâm này đều đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn thực lực của ta chỉ là trung hạ du mà thôi. Xích ngạch bạch hổ không dám nói dối, nói. Chủ nhân thật muốn tìm kiếm cái gì, bọn chúng khẳng định rõ ràng hơn ta. Trương Huyền gật đầu. Chỗ đứng càng cao, biết cũng càng nhiều. Mang ta đi tìm kim linh vân hổ. Vâng. Xích ngạch bạch hổ không nói thêm lời, tìm đúng phương hướng, nhanh chóng tiến lên. Đinh đinh đinh. Đang tiến lên, lần nữa nghe được phía trước vang lên thanh âm kim thiết giao kích, hai nhóm người đang vì một gốc dược liệu mà ra tay đánh nhau nghe được tiếng bước chân đồng thời ngừng lại ngay sau đó nhìn thấy một thanh niên an ổn ngồi ở trên lưng một con bạch hổ to lớn chậm rãi đi tới đây là xích ngạch bạch hổ tu vi tâm huyết lai triều đại viên mãn cái tên này là ai làm sao ngồi ở trên lưng chẳng lẽ thuần phục được bạch hổ hai nhóm người tất cả đều trợn mắt hốc mồm không để ý tới chiến đấu tự động nhường ra một con đường vẻ mặt như gặp phải quỷ. Thời điểm bọn họ không biết làm sao, thanh niên trên lưng thú giơ bàn tay lên, mặt mũi chân thành. Các đồng chí tốt, các đồng chí vất vả, các người tiếp tục, không cần phải để ý đến ta, ta chỉ là đi ngang qua. Nói xong, bàn chân nhẹ nhàng đá bạch hổ một cái. Phần phật, bạch hổ hóa thành một đạo bạch quang, vượt qua trên đầu mọi người, ánh sáng chiếu dọi xuống, thanh niên trên lưng hổ như là tiên nhân, đồ sộ trói mắt, đây mới thật sự là cao nhân. Mọi người lầm bẩm Thời điểm bọn họ ở đây nghĩ biện pháp sinh tồn, bảo vệ tốt bản thân, đối phương đã thuần phục một thánh thú mạnh mẽ, du tẩu bốn phía. Đây là trên thực lực tranh lệch. Đúng rồi, mau đưa dược liệu cho ta. Đó là của ta. Sau khi hết khiếp sợ, mọi người lần nữa la lên, tiếp tục đánh nhau. chương 3232, Vây Công Vân Hổ 1 Nhân tính A-Hát, thấy mình vừa mới rời khỏi, mọi người lần nữa vì một gốc dược liệu đánh hừng hực khí thế, vẻ mặt Trương Huyền đau lòng nhức óc. Bảo vật quả nhiên là đồ vật hại người, di tích khổng miếu nguy hiểm như thế, những người này không hảo hảo liên hợp, còn chém chém giết giết, thật sự là mất thể diện. Giống, xích ngạch bạch hổ gật đầu. Như vậy đi, vì không cho bọn họ chiến đấu, đoàn kết tốt hơn, ta quyết định, trước siêu tập sạch bảo vật ở bốn phía, không còn đồ tốt, bọn họ sẽ không tranh đoạt. Ngồi ở trên lưng hổ, trên mặt trương huyền lộ ra quang mang thánh khiết. Xích ngạch bạch hổ vừa định gật đầu, đột nhiên hiểu được, đầu hổ sướng sờ. Giống, có thể nói giật đồ quang minh chính đại như vậy, vị chủ nhân này của mình. Quá vô sỉ đi, mặt đâu. Tốt rồi, người quen thuộc địa hình, tốc độ cũng nhanh, xung quanh có bảo vật lợi hại gì, nhanh dẫn ta tìm kiếm. Không để ý tới kinh ngạc của nó, Trương Huyền chính khí dặn dò. Giống, biết chủ nhân có quyết định, phản bác vô dụng, xích ngạch bạch hổ đành phải đáp ứng, nhanh chóng tiến lên. Không thể không nói, cái tên này quả thực rất quen thuộc địa hình, không ít dược vật che giấu, khoáng thạch đặc thù, ở dưới nó dẫn dắt rất dễ dàng tìm tới, so với đơn độc siêu tập bảo vật thì nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Không đến hai canh giờ, đồ tốt trong phạm vi mấy trăm cây số đều bị hắn một người siêu tập xong. Có dược liệu sống trên vạn năm, cũng có khoáng thạch hiếm thấy trên danh sư đại lục trong lúc đó lại thuần phục năm con thánh thú, cùng một chỗ tìm kiếm. Không còn bảo vật, rất nhiều liên minh trước đó tranh đoạt, quả nhiên không còn đấu tranh. Nhìn thấy những cái này, vẻ mặt Trương Huyền thỏa mãn, lúc này mới mang theo 6 con thánh thú nghênh ngang rời đi, đi đến địa bàn của Kim Linh Vân Hổ. sở xích ngạch Bạch Hổ nói không đủ chi tiết, lại cẩn thận hỏi thăm vài con thánh thú vừa mới thuần phục, lấy được kết quả tất cả đều tương đồng, trong vùng rừng rậm này, Kim Linh Vân Hổ quả thực là vương giả. Lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy người các ngươi trước nấp đi, thời điểm cần các ngươi lại một lần lao ra. Đi gần nửa canh giờ, thấy sắp tới, bàn tay Trương Huyền chào một cái, thu sáu con thánh thú vào không gian gấp. Thánh thú tu vi bất hủ cảnh đại viên mãn, còn muốn đáng sợ hơn danh sư ngang cấp, coi như hiện tại hắn tiến bộ cực lớn, muốn vượt qua cũng chưa chắc có thể làm được. Vì lẽ đó, thu phục nhiều thánh thú như vậy nhìn như không có ý định trên thực tế là át chủ bài thật muốn đánh nhau những người này cùng một chỗ thả ra bất hủ cảnh đỉnh phong khẳng định cũng có thể bị cuốn lấy phút chốc đến lúc đó hoàn toàn có thể thi triển thủ đoạn càng cường đại hơn một lần đánh giết thu lại thánh thú thân thể nhoáng một cái ẩn giấu ở trong cỏ cây đồ sộ thẳng tắp đi về phía trước còn chưa tới vị trí hang động của kim linh vân hổ liền nghe phía trước có tiếng bước chân chuyển đến nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào trên một chạc cây, xuyên thấu qua cành lá nhìn về phía trước. Phía trước có tám người chậm chạp tiến lên, trong tay mỗi cái đều mang vũ khí, khuôn mặt cảnh giác. Kém cỏi nhất cũng là tâm huyết lai triều đỉnh phong, còn có bất hủ cảnh đỉnh phong. Xem ra bọn họ cũng biết Kim Linh Vân Hổ, muốn đánh giết. Con mắt chợt lóe, Trương Huyền hiểu được. Hắn có thể nghĩ đến, bắt thánh thú mạnh nhất hỏi thăm tung tích khổng miếu, những người khác khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Mặc dù nơi này thích hợp tu luyện, bảo vật cũng nhiều, nhưng đi vào nơi này, ai không muốn tìm kiếm khổng miếu. Nơi đó mới có cơ duyên lớn nhất. Người nào? Ngay thời điểm Trương Huyền cảm xúc, anh hùng thiên hạ không thể khinh thường, chỉ thấy cường giả bất hủ cảnh đỉnh phong đi ở trước nhất, quay đầu nhìn lại bên này. Vừa rồi trong lòng sinh ra ý nghĩ, khí tức không có che giấu tốt, tuy chỉ tiết lộ một tia, nhưng vẫn bị đối phương phát giác. Ta đi ngang qua nơi này, Trương Huyền không tiếp tục ẩn giấu, xấu hổ cười một tiếng đi tới. Danh sư, cường giả bất hủ cảnh bầm đầu là lão giả hơn 60 tuổi, trong lông mày mang theo uy nghiêm. Trường 3233, Vây Công Vân Hổ 2 Đúng vậy, thấy trong mấy người có mặc danh sư bào, Trương Huyền cũng không phủ nhận. Tại hạ là thái thượng trưởng lão của thuần thú sư công hội Ngô Sương Bình, thánh thú phía trước, ta nhất định phải được, mong rằng không nên nhúng tay lông mày dương lên, ngô xương bình nói. Ta, không nhúng tay vào, có thể ở đây nhìn một chút hay không? Đối phương nhanh chân đến trước, cũng không tiện đoạt chỗ thích của người, Trương Huyền liền nói. Hắn chỉ muốn hỏi thăm Kim Linh Vân Hổ kia phương vị cụ thể của khổng miếu, tìm được phương vị, nhờ vào truyền thế mẫu phù, hẳn có thể tìm ra chỗ cụ thể. Lập tức rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Thấy hắn muốn ở chỗ này quan sát, một người trung niên lông mày dương lên khẽ nói rời khỏi không sai con thánh thú này đã bị chúng ta xác định muốn tìm đi tìm cái khác đi ngô sương bình khoát tay áo trong thanh âm cũng mang theo không vui ta hiện tại liền đi thấy đối phương không chào đón hắn trương huyền tràn đầy bất đắc dĩ xoay người rời khỏi rời khỏi tầm mắt của mọi người ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái phong cấm không gian bốn phía lần nữa bí mật đi tới theo ta thấy, vừa rồi giết tên kia là được, cần gì phí miệng lưỡi, nơi này cũng không phải danh sư đại lục, không cần chú ý quy củ nhiều như vậy. Trung niên nhân trước đó quát tháo hắn nói, ở đây giết danh sư, quả thực không có gì, nhưng quấy giày vân hổ liền phiền toái. Đại gia hỏa này, là vương giả ở chung quanh đây, thân kinh bách chiến, tính cảnh giác cực cao, nhất định phải cẩn thận, làm được một lần thành công. Ngô Sương Bình nói, vâng, trung niên nhân gật đầu, nghi ngờ nhìn qua. Vật kia để vào sơn động thời gian cũng đủ dài, đại gia hỏa kia cũng đã bị mê chóng mặt a. À. Tình huống bình thường hẳn là chóng mặt, nhưng căn cứ tin tức chúng ta biết, phân hổ này trời sinh mạnh mẽ, không thể xem thường, vẫn là chờ một lát đi. Ngô Sương bình nói. Ừm. Um, tất cả mọi người lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, thấy hắn nói như vậy thì không nói nhảm nữa, yên tĩnh ẩn núp ở trong rừng, ngừng thở. Được rồi, vào xem. Lại qua ước chừng hơn 10 phút, Ngô Sương bình hừ một tiếng, bàn tay vẫy một cái. Nghe được lời của hắn, Trung niên nhân vọt ra ngoài, lặng yên đi đến sơn động. Không ra tay còn không phát hiện, người trung niên này vậy mà cũng đã tới bất hủ cảnh, chỉ bất quá là sơ kỳ mà thôi. Dù vậy, loại thực lực này ở danh sư đại lục cũng có danh hào rất lớn. Thực lực của Hưng Mộng kiếm thánh cũng chỉ tương đồng mà thôi. Hô, Trung niên nhân vào sơn động ầm ầm mới vừa đi vào liền nghe một tiếng nổ vang ngay sau đó lấy tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài sống lưng liên tục đụng gãy mấy cây đại thụ lúc này mới ngừng lại trong miệng không ngừng phun ra máu tươi nguy rồi nó không trúng chiêu chỉ có thể liều mạng ra tay nhìn thấy cảnh này ngô sương bình nơi nào không hiểu chuyện gì xảy ra hét lớn một tiếng đi đầu sông tới rầm rầm mọi người toàn bộ đi tới trước sơn động mới vừa đứng vững thân hình liền cảm thấy mặt đất không ngừng lay động, một thánh thú to lớn chậm rãi đi ra. chương 3234, thánh thú kêu cứu một. Con thánh thú này, trường dài hơn 10 thước, cao 4-5 mét, lông tơ màu vàng kim, giống xích ngạch bạch hổ đến mấy phần, còn không có ra tay, liền cho người ta một loại khí tức máu tanh nồng đậm. Trước đó gặp phải không ít thánh thú, cấp bậc rất cao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, còn trước mắt này, rõ ràng không giống, toàn thân khí tức sát lục, trong ánh mắt mang theo cảnh giác, vừa nhìn liền biết thánh thú chết ở dưới vuốt nó không phải số ít. Có thể trở thành một vương giả, dựa vào là chiến đấu, mà không phải nói nhảm. Lá gan của các người thật lớn, lại dám đến chỗ ta làm loạn. Nhìn quanh một vòng, thanh âm của vân hổ vang lên, nói lại là ngôn ngữ nhân loại. Di tích khổng miếu, vài vạn năm không có xuất hiện loài người, bởi vậy trước đó, nhìn thấy kim diện khung lang, xích ngạch bạch hổ, đều chỉ dùng ngôn ngữ thú tộc câu thông, nhiều nhất sau khi thuần phục có thể ý niệm giao lưu nhưng đại gia hỏa này vậy mà có thể mở miệng nói tiếng người coi như trương huyền cũng cảm thấy có chút kỳ quái đừng nói nhảm bày trận ngô sương bình sầm mặt lại hét lớn một tiếng có thể nói ngôn ngữ nhân loại nói rõ đối với nhân loại biết rất nhiều thủ đoạn vừa rồi không có tác dụng đoán chừng là trước thời hạn có đề phòng phần phật mấy người đồng thời dơ vũ khí lên vây vân hổ vào giữa ký tức trên thân mỗi người như có loại liên hệ vi diệu, giống như có sợi chỉ kết nối, vừa nhìn liền biết, không chỉ hợp thành trận pháp, còn sử dụng một loại pháp bảo lợi hại nào đó. Khó trách không cho Trương Huyền theo tới, bọn họ sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, tự nhiên không nguyện ý người khác ra tay cướp đoạt thành quả thắng lợi. Không biết sống chết, cũng không thèm để ý đối phương chuẩn bị, Kim Linh Vân hổ quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên hí dài, thân thể to lớn lăng không đập tới một trung niên Xem ra biết đối phương hợp thành đại trận, muốn đánh tan từng cái. Ông, móng vuốt còn chưa tới trước mặt, trên người trung niên nhân sáng lên một đạo hào quang, lực lượng hùng hồn, từ sợi tơ bốn phía chuyển tới, tràn vào trong cơ thể. Cảm thụ lực lượng tràn đầy, trong mắt quang mang đại thịnh, trung niên nhân nâng lên đại đao trong tay, thẳng tắp đánh xuống. Không gian giống như bị xé nứt, đao khí hội tụ vào một chỗ, ở trên trời hình thành một đao ảnh to lớn. Âm um, Móng vuốt cùng đao ảnh đối đầu, Kim Linh Vân Hổ nhịn không được lui về sau một bước. Vậy mà có thể liên hợp lực lượng của tất cả mọi người, lợi hại. Trương Huyền âm thầm gật đầu. Chỉ bằng vào chung niên nhân, đương nhiên là ngăn không được Vân Hổ công kích, nhưng mượn sợi tơ kia, lực lượng mọi người ra chỉ chung một chỗ liền không đồng dạng. Trong thời gian ngắn, sức chiến đấu vượt qua bất hủ cảnh đại viên mãn, cho dù Vân Hổ mạnh mẽ cũng không có phá vỡ phòng ngự xem bộ dáng là đại thánh trí bảo có thể thừa nhận lực lượng của nhiều người như vậy hơn nữa thuận lợi phát huy không chúc chắc chút nào mọi người sử dụng món bảo vật này ít nhất cũng đạt tới đại thánh cấp tuy kém lòng cốt thần thương nhưng đã không tầm thường rồi khó trách dám tới tìm ta thoạt nhìn có chút thủ đoạn không có phá vỡ phòng ngự kim linh vân hổ hư một tiếng có điều vẫn không quá bối rối cái đuôi bỗng nhiên co lại Lực công kích của đuôi vậy mà còn muốn hung mãnh hơn móng vuốt, tựa như một kiện binh khí, trong nháy mắt đột phá thời gian hạn chế, lần nữa xuất hiện ở phía trước trung niên nhân. Thấy uy lực cực lớn, trung niên nhân vội vàng nhấc ngang trường đao. Bành, đao cùng đuôi đụng nhau, sắc mặt của trung niên nhân trắng nhợt, liên tục lui về phía sau mấy bước. Vân Hổ không cho thời gian thở dốc, tiếp tục tiến công, lại chảo một cái. Loại bỏ trận pháp hợp kích lợi hại nếu như không biết kết cấu cùng thiếu hụt, phương pháp hữu hiệu nhất chính là nắm một đối thủ liên tục công kích, vân hổ này rất rõ ràng biết điểm ấy. Chiều này vô dụng, chương 3235, Thánh Thú kêu cứu 2. Nhìn thấy hoạt động của vân hổ, tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng rất lớn, trung niên nhân mắt thấy sắp ngăn cản không nổi, trương huyền vẫn lắc đầu. Đại Thánh Chí bảo, nếu có thể phá giải như vậy, cũng không đến mức để vô số người điên cuồng. Quả nhiên, tiếng nói của hắn chưa dứt, cổ tay của ngô xương bình rung lên, làm ra thủ thế. Dầm, một cái nháy mắt, sợi chỉ trên không lập tức co rút lại, lực lượng mạnh mẽ từ trên thân mọi người tản xạ ra, để sợi chỉ trở nên càng kiên cố hơn, bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ. Bắn, ra lệnh một tiếng, binh khí trong tay mọi người đồng loạt bay lên, dọc theo sợi chỉ đâm tới vân hổ. Giống, không nghĩ tới bảo vật của đối phương còn có công hiệu như vậy, Kim Linh Vân Hổ sửng sốt một chút, vội vàng xoay người, đầu lâu to lớn bỗng nhiên nâng lên, gào lên một tiếng. Dầm! Vô số kiếm khí kim sắc từ trong miệng bắn ra, đâm tới sợi chỉ. Vậy mà có thể bắn ra kiếm khí, thiên phú của con thánh thú này quả nhiên mạnh mẽ. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Còn tưởng rằng đại gia hỏa này chỉ có thể ngoan ngoãn bị bắt, không nghĩ tới lại có thể bắn ra kiếm khí, thi triển ra lực lượng tấn công có thể so với nhân loại, cho dù đám người ngô xương bình có đại thánh trí bảo, chỉ sợ cũng không dễ dàng chiến thắng như vậy. Kim Linh Vân Hổ, am hiểu Kim thuộc tính, chẳng lẽ cho rằng chúng ta không có nghiên cứu qua? Chờ chính là cái này. Vẻ mặt ngô xương bình không thay đổi, còn nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay điểm ra. Âm, um, thời gian nháy mắt, sợi chỉ trên không thay đổi màu sắc, tựa như dung nham trói mắt, hỏa diễm thiêu đốt. Dầm, chân khí của mọi người tràn vào trong đó, giống như xăng gặp lửa, lập tức thiêu đốt lên. Trong nháy mắt, trên không xuất hiện một bức tường lửa không ngừng thiêu đốt, hoàn toàn bao phủ Vân Hổ. Quả nhiên chuẩn bị đầy đủ, phòng trừng Vân Hổ không ngăn được. Trương Huyền sửng sốt một chút, ngay sau đó cảm xúc. Không hổ là thái thượng trưởng lão của thuần thú sư công hội, quả nhiên không tầm thường, am hiểu thánh thú so với hắn còn mạnh hơn. Kim linh vân hổ này, ngũ hành thuộc tính kim, bình thường chiến đấu, nếu như muốn vây quanh, là rất khó làm được, dù sao kim vô cùng sắc bén, vô kiên bất phá. Đây là chỗ cường đại của kim thuộc tính. Nhưng đối phương chuẩn bị lửa, hỏa khắc kim. Hỏa diễm vừa ra, lực lượng kim thuộc tính trong cơ thể vân hổ liền bị áp chế, khắp nơi bị quản chế, như vậy coi như nó phòng ngự vô địch, phòng trừng cũng ngăn cản không nổi những người này vây công. Quả nhiên không thể coi thường cường giả thiên hạ. Rõ ràng những thứ này, trong lòng trương huyền âm thầm cảnh giác. Tuy nắm giữ Thiên Đạo thư viện, có thể làm được toàn trí toàn năng, nhưng vẫn cần cẩn thận, không thể quá mức tự đại. Đổi lại bản thân bị những người này vây quanh, trừ tế ra thi thể cổ thánh, chỉ sợ cũng không có biện pháp tốt hơn. Giống. Nhìn thấy hỏa diễm hạ xuống, Kim Linh Vân hổ dường như cũng biết đối phương làm đủ chuẩn bị, nó lập tức sẽ rơi vào bị động, đột nhiên ngẩng đầu lên, lần nữa gào thét. Lần này thanh âm không phải tấn công, mà mang theo uyển chuyển hình như là đang phát ra một loại tin tức nào đó. Là thánh thú kêu cứu, chẳng lẽ nó còn có đồng bạn? Nghe được tiếng la này, Ngô Sương Bình biến sắc. Chương 3236, khung mộc thanh giao một. Nhanh bắt nó lại. Ngô Sương Bình kìm nén không được, chân khí trong cơ thể tuôn ra rất nhanh, bức tường lửa chung quanh càng ngày càng nóng, nhanh chóng co rút lại. Thân là thái thượng trưởng lão của thuần thú sư công hội, hiểu rõ thánh thú rất nhiều, đối phương la lên sắc nhọn mạnh mẽ, rõ ràng là gọi đồng bạn, một con liền để bọn họ sắp không kiên trì nổi, lại đến một con, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người cũng biết nguy cơ, từng cái vẻ mặt lo lắng, không để ý mà nói nhiều, tăng tốc vận chuyển chân khí. Ha ha, đường đường vân hổ, một trong năm đại vương giả, lại bị một đám bao cỏ bắt lại, chuyển đi cũng không đủ mất mặt. Thanh âm chiếu tức vang lên, ngay sau đó một thân ảnh thon dài từ sơn động bay ra, lơ lửng giữa không chung. Có chút tương tự địa ngục thanh long thú của Trương Huyền, chẳng qua càng thêm to lớn, huyết mạch càng thêm thanh thuần, thực lực tương tự kim linh vân hổ, là thánh bất hủ cảnh đại viên mãn. Khung mộc thanh giao, sắc mặt của ngô xương bình trắng nhợt, quyết định thật nhanh. Lui, nói xong, chỉ bảo bao phủ ở trên người vân hổ cũng không cần, bàn chân đạp mạnh mặt đất, vội vàng bỏ chạy không hổ là lão giang hồ vừa nhìn thấy tình cảnh không đúng đồ vật lại chân quý cũng mặc kệ một con vân hổ liền để bọn họ dùng ra lực lượng lớn nhất lại toát ra một khung mộc thanh giao cùng cấp bậc căn bản không thể đối kháng a à, hắn trốn nhanh nhưng những người khác liền không có phản ứng nhanh như vậy sửng sốt một chút liền vội vã lao đi chỉ từ phản ứng cũng có thể thấy được trừ ngô sương bình thì không có thuần thú sư chân chính thuần thú sư phối hợp thú sủng Sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng thuần thú cũng không phải sự tình đơn giản, hơi không cẩn thận sẽ gây nên đối phương phản kích, nguyên nhân chính là như vậy, một khi phát hiện nguy hiểm, chạy trốn như thế nào, đối với thuần thú mà nói là cực kỳ quan trọng. Thuần thú sư công hội từng có câu chưa học thuần thú, trước học chạy trốn. Ngay cả chạy trốn cũng không biết thì làm sao đánh du kích chiến với thánh thú, hoàn toàn làm hao mòn tính nhẫn nại của đối phương. Hạ mê dược muốn bắt chúng ta, như vậy liền đi không quá phù hợp nha. Dầm, mọi người còn không có chạy xa, mặt đất lập tức quay cuồng, tựa như cuốn lên nước sông, ngay sau đó một thánh thú to lớn từ dưới đất chui ra, lực lượng tuôn trào, lơ lửng ở trên không, đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, thân nai, vảy rồng, đuôi trâu. Lại là một con kỳ lân thú. Chỉ bất quá, con này khác biệt Trương Huyền biết, ngũ hành thuộc thổ, móng vuốt nhẹ nhàng nhất, bốn phía liền xuất hiện một lồng da màu vàng đất, bao phủ tất cả mọi người ở bên trong. Không nghĩ tới lại thêm ra một con thánh thú, mọi người giờ mới hiểu được vì sao Ngô Sương Bình chạy nhanh như vậy, từng cái vẻ mặt khó coi. Phá. Lão giả bất hủ cảnh trung kỳ đi đầu kia, trường kiếm trong tay bỗng nhiên bổ xuống. Rầm. Bức tường màu vàng đất bị một kiếm phá mở, có điều hắn phá nhanh, tường đất sinh ra càng nhanh, trong thời gian ngắn, mấy người bị nhốt lại, căn bản không có cách chạy trốn sớm biết liền không nghe ngô sương bình nhất định phải bắt con thánh thú này trái tim mọi người chìm xuống bọn họ giống như những người khác thuộc về tạm thời tạo thành đội ngũ ngô sương bình tụ tập bọn hắn lại nói muốn tìm được khổng miếu chỉ có con đường này có thể đi hơn nữa hắn có đại thánh trí bảo bắt sẽ cực kỳ dễ dàng mọi người tính toán một chút cảm thấy không có vấn đề liền vui vẻ đồng ý nằm mơ cũng không nghĩ đến một lần toát ra ba thánh thú cùng cấp bậc càng không nghĩ tới ngô xương bình chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Hắn cũng trốn không thoát. Không giống mọi người buồn bực, Trương Huyền nhìn về phía ngô xương bình chạy trốn, nhịn không được lắc đầu. Tên này vừa phát hiện nguy hiểm, lập tức liền trốn, làm việc xác thực quả quyết, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng căn bản trốn không thoát. Trường 3237, Khung Mộc Thanh Giao 2 Quả nhiên, lời còn chưa dứt, lần nữa nghe được trong sơn động có tiếng chim tước kêu to. Dầm. Ngay sau đó một thánh thú phi hành đầy người hỏa diễm vọt ra, đột phá không gian ràng buộc, chớp mắt đi tới trước mặt ngô xương bình, lăng không bắt tới. Hừng hực. Móng vuốt chưa tới, hỏa diễm tới trước, ở trên không trung tạo thành một bức tường hỏa diễm, cản trở con đường chạy trốn. Thiên thương hỏa phượng. Khuôn mặt ngô xương bình trắng bệch, không ngừng run rẩy. Vốn cho rằng trong sơn động này chỉ có một kim linh vân hổ, làm đủ chuẩn bị liền có thể bắt lại, nằm mơ cũng không nghĩ đến, Kim Linh Vân Hổ, Khung Mộc Thanh Giao, Hậu Thổ Kỳ Lân, Thiên Thương Hỏa Phượng. Nháy mắt liền xuất hiện bốn con. Mỗi một con đều nắm giữ thực lực mạnh mẽ hơn hắn. Còn đánh thế nào? Phần Phật, binh khí trong tay liều mạng bắn ra, nhưng tốc độ của Thiên Thương Hỏa Phượng nhanh, hỏa diễm mạnh, lại thêm thủ đoạn rất nhiều, căn bản không phải hắn có thể chống lại, thời gian không dài, liền bị một đám lửa đè nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Bên này Ngô Sương Bình bị bắt, hậu thổ kỳ lân cũng vây chết bảy người còn lại. Thấy người muốn bắt mình đều bị nhốt lại, Kim Linh Vân Hổ tràn đầy tức giận nhìn về phía khung mộc thanh giao cách đó không xa, cắn răng nói. Muốn chế diễu để nói sau, còn không mau giúp ta phá vỡ. Được, giúp ngươi phá vỡ. Khung mộc thanh giao ngừng cười quay đầu. Minh U Huynh, liền nhìn ngươi. Ừm, um, chờ đó, ta lập tức đi ra lại một thanh âm từ trong sơn động truyền đến, mọi người đồng loạt nhìn lại, lần nữa nhìn thấy một thân ảnh to lớn chậm rãi đi ra. Tốc độ cực chậm, từ khi nhìn thấy thân ảnh, đến hoàn toàn xuất hiện, trọn vẹn 7-8 phút, là một con rùa đen to lớn. Kim Linh Vân Hổ, Khung Mộc Thanh Giao, Minh U Huyền Quy, Thiên Thương Hỏa Phượng, Hậu Thổ Kỳ Lân. Đây là ngũ hành thánh thú. Thân thể ngô xương bình nhoáng một cái, sắc mặt trắng nhợt. Ta hẳn nên sớm nghĩ tới. Trong truyền thuyết, khổng sư lưu lại khổng miếu, sợ di tích không ổn định, chuyên môn bắt đến ngũ hành thánh thú chân áp ngũ phương, cũng chính là năm đại vương giả trong miệng thánh thú khác nói. Vốn cho rằng phân tán bốn phương, làm sao cũng không ngờ tới, đều xuất hiện ở trong sơn động, trốn ở trong xào huyệt của Kim Linh Vân hồ Minh U huyền quy chậm chạp đi tới trước mặt Kim Linh Vân Hổ, há to miệng. Dầm, phun ra một đoàn hơi nước, rơi vào trên bức tường lửa, dập tắt hỏa diễm, thân thể của Kim Linh Vân Hổ bỗng nhiên dâng lên, huyệt đạo bên ngoài thân lập tức bắn ra vô số kiếm khí. Đại Thánh Chí Bảo lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, rơi xuống trên đất. Mặc dù bảo vật này mạnh mẽ, nhưng bị ngọn lửa thiêu đốt, ngay sau đó bị hơi nước xâm nhập, đã hư hại căn bản, không chịu nổi kiếm khí của Kim Linh Vân Hổ. Những người này đều tới giết ngươi, xử trí như thế nào? Khung Mộc Thanh Giao nhìn lại. Những người này khẳng định phải xử lý, bất quá nơi này còn ẩn tàng một người, lấy ra lại nói. Kim Linh Vân Hổ ở trên mặt đất ngửi hai lần. Bằng hiểu, phong cấm không gian dùng không tệ, có điều muốn giấu giếm ta, vẫn còn non một chút. chương 3238, đơn đấu Kim Linh Vân Hổ 1. Bị phát hiện, Trương huyền biến sắc, phong cấm không gian của hắn, lúc trước lẫn vào trong dị linh tộc cũng không bị phát hiện, không nghĩ tới ở đây bị tìm được chẳng lẽ cái mũi của đối phương thật dùng tốt như vậy? Trong lòng Trương Huyền nghi ngờ, suy đoán có phải là đang lừa gạt mình hay không, chỉ thấy Kim Linh Vân Hổ cười lạnh một tiếng. Đã không ra, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nó hét dài một tiếng, thân hổ đồ sộ đạp mạnh, một đạo kiếm khí, phá không bay tới. Đạo kiếm khí này mang theo kim thuộc tính thẳng tiến không lùi, còn chưa tới trước mặt, liền xé rách không gian bốn phía, mặc dù trương huyền phong cấm không gian chung quanh lại không phải nhảy ra không gian thoát ly ngũ hành kiếm khí vừa đến liền biết nhằm vào bản thân tuyệt đối không phải người khác bất đắc dĩ thoát khỏi trạng thái phong cấm dưới chân nhẹ nhàng vạch một cái hô thời gian giống như gia tốc hiểm lại càng hiểm tránh thoát kiếm khí dừng ở tại chỗ gãi gãi đầu nhìn về phía chúng thú cái này nếu như ta nói chỉ là đi ngang qua đánh đấm giả bộ cho có khí thế cùng bọn hắn không phải một phe. Các ngươi tin không? Cùng đối phương là thật không phải một phe, bất quá, mục đích cũng là tới bắt Kim Linh Vân Hổ, không phải là đi ngang qua. Chỉ là lúc này không thể nói như vậy, năm thánh thú tu vi bất hủ cảnh đại viên mãn, coi như gần đây thực lực tăng nhiều, cũng chỉ có thể chạy bao xa thì chạy bao xa. Đi ngang qua, vậy thì lưu lại luôn đi. Rầm, bị nhân loại vây chặt, suýt chút nữa bị bắt kim linh vân hổ vốn lên cơn giận dữ giờ phút này đâu có thể nghe hắn nói nhảm hét lớn một tiếng đập tới kiếm khí tung hoành hình thành một dòng sông kiếm khí tựa như trường long ta không muốn lưu lại chỉ có thể xấu hổ thấy đối phương quả nhiên không tin trương huyền biết nói nhảm đã không có tác dụng chỉ có thể dựa vào thực lực lúc này hít sâu một hơi cổ tay rung lên lòng cốt thần thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay phá trường thương run lên dầm hồn lực, chân khí, thân thể, toàn bộ lực lượng rót vào trường thương, trong nháy mắt thân thương như rồng, lôi kéo khắp nơi, cùng kiếm khí đụng một cái, không gian xuất hiện vết rách, sóng khí cuồn cuộn, vô số cây cối đứt gãy, nham thạch nghiền nát. Trước đó rừng rậm dày đặc, vậy mà xuất hiện một chỗ trống hình tròn đường kính vài trăm mét. Hắn, thật chỉ là kim thân cảnh. Đám người ngô xương bình bị nhốt lại đều giật nảy mình. Tên này bọn họ gặp qua, vừa rồi ở phía sau lăn lộn tới bị đuổi đi vốn cho rằng chỉ là tiểu nhân vật kim thân cảnh nằm mơ cũng không có nghĩ đến sẽ cường đại như vậy sớm biết loại thực lực này liền lôi kéo vào chỉ sợ bốn đại thánh thú còn lại còn không có phản ứng liền bắt kim linh vân hổ đi rồi còn tưởng rằng thực lực không đủ không nghĩ tới là một cường giả ngô sương bình cười khổ lắc đầu hối hận cũng đã muộn rồi mới vừa rồi còn thương nghị có muốn giết chết đối phương hay không may mắn không có động thủ, nếu không không cần đám thánh thú này xuất chiêu, cũng đã toàn quân bị diệt. Không sai, có chút thực lực. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, tiểu tử kim thân cảnh ẩn giấu ở một bên, sẽ có sức chiến đấu như vậy, khung mộc thanh giao sửng sốt một chút, nhịn không được nói. Hừ, vừa mới bị bắt, lại đột nhiên toát ra một cái, cùng nó bất phân thắng bại, kim linh vân hổ tức sắp bùng nổ, hai mắt trợn tròn, chân trước chạm đất, toàn bộ thân thể hiện ra hình chữ cung, bộ lông màu vàng óng không ngừng run rẩy. Chết! Tê lạp! Dây cung bỗng nhiên bắn ra, đuôi quất xuống. Không gian xé rách, giống như cao thủ thi triển côn ảnh, mắt thường thấy không rõ lắm. Thật nhanh! Đồng tử Trương Huyền co rụt lại, biết lấy lực lượng của hắn bây giờ, mạnh mẽ chống đỡ khẳng định không kiên trì nổi, lúc này tinh thần khẽ động, lập tức kích hoạt tinh huyết Trương ra trong cơ thể. Dầm! Trường 3239, đơn đấu kim linh vân hổ 2 tốc độ của đối phương lập tức trở nên chậm nhẹ nhàng nhảy lên thoát khỏi phạm vi công kích của đối phương âm um, mặt đất xuất hiện một cái hố to biết tiếp tục nữa sẽ giữ nhiều lành ít trương huyền lau mồ hôi lạnh nhìn quanh một vòng trước không vội tấn công thế nào muốn cầu tha hiện tại đã muộn thấy hắn tùy tiện tránh thoát công kích mạnh nhất còn có nhàn nhã nói chuyện tuy kim linh vân hổ tức giận nhưng vẫn ngừng lại Muốn nhìn một chút tên này đến cùng có dựa dẫm gì. Dù sao năm đại thánh thú vây quanh ở đây, bao vây mặt đất trên không, khẳng định trốn không thoát. Dù sao cũng bị giết, ta muốn tiến hành một hồi quyết đấu công bằng, không biết được không? Lông mày dương lên, Trương Huyền ôm quyền. Công bằng quyết đấu. Năm đại thánh thú nhìn nhau, không biết hắn có ý tứ gì. Không sai, ta chỉ là kim thân cảnh, muốn cùng Kim Linh Vân Hổ đơn đả độc đấu hy vọng chư vị không nên nhúng tay, thua, bị giết mà thôi, thắng, mong mấy vị thả ta rời đi. Trương Huyền nói, ha ha, mọi người chờ to, cái tên này là sợ bọn chúng vây công. Nhân loại, người cũng quá coi thường năm đại vương giả chúng ta rồi. Không nói trước thực lực vượt qua ngươi, coi như cùng cảnh giới với ngươi, cũng khinh thường vây công. Thấy tên này mới chỉ là kim thân cảnh, liền dám khiêu chiến kim linh vân hổ, khung mộc thanh giao thản nhiên nói trong cơ thể nắm giữ huyết mạch thượng cổ thần thú, càng thống lĩnh vô số thánh thú, trở thành vương giả rừng rập, bọn chúng tự nhiên có kiêu ngạo của mình. Đừng nói vây công một cái thực lực thấp hơn mình, coi như cùng cấp bậc, cũng khinh thường đồng loạt ra tay. Ta cũng sẽ không để bọn chúng nhúng tay. Kim Linh Vân Hổ cắn răng. Mới vừa bị một đám người bắt, hiện tại tên này lại muốn tìm nó đơn đấu. Đã mất mặt như thế, lại không đối phó được một gia hỏa thực lực thấp hơn nàng hai đại cấp. Về sau còn mặt mũi nào quản lý thánh thú khác. Vậy là tốt rồi. Vốn chỉ là thăm dò một chút, nếu như không được liền nghĩ biện pháp chạy trốn, không nghĩ tới vậy mà thành công, Trương Huyền nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, nâng đầu lâu lên, nhìn lại. Đúng rồi, ta thân là tu luyện giả, sử dụng vũ khí bản thân luyện hóa, không tính phạm quy chứ. Có vũ khí cứ tùy tiện dùng. Kim Linh Vân hổ hừ lạnh. Một tiểu tử kim thân cảnh mà thôi có một chuôi trường thương cũng đã rất lợi hại, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng không lớn. Cái này, ta còn là một thuần thú sư, sử dụng thú sủng chiến đấu, cũng coi như công bằng chứ. Trương Huyền nói tiếp, thú sủng, hư, nếu như có, dùng là được. Kim Linh Vân Hổ nói, thuần thú sư sử dụng thú sủng là thiên kinh địa nghĩa. Vậy thì yên tâm, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, thỏa mãn gật đầu. Bắt đầu đi, ừm. Um. Kim Linh Vân Hổ hít mắt lại, gào lên một tiếng, bỗng nhiên xông về phía trước. Bất quá vừa mới xông tới một bước, đột nhiên cảm thấy linh hồn tựa như kim châm đau đớn, một cỗ linh hồn uy áp cường đại bỗng nhiên cuốn tới. Công kích linh hồn, nguy rồi. Đồng tử Kim Linh Vân Hổ co rụt, dừng lại một chút, thân thể to lớn lập tức cứng ngắc. Thánh thú mạnh mẽ chính là thân thể, phòng ngự cùng lực lượng, yếu nhất chính là linh hồn. Tên này vừa ra tay liền thi triển công kích linh hồn hơn nữa cường đại như vậy, dưới tình huống không có chút đề phòng nào, vậy mà thoáng cái chúng chiêu. chương 3240, Vân Hổ Thần Phục một Công kích linh hồn, cũng không nghĩ tới thanh niên tu vi kim thân cảnh kia, sẽ có loại năng lực này, khung mộc thanh giao sướng sờ. Coi như công kích linh hồn lại thế nào, những năm này Vân Hổ không ngừng chém giết, chuyên môn tu luyện qua hồn lực, nhiều nhất không có đề phòng mà thôi, đợi có chuẩn bị, vẫn có thể đánh giết hắn. Lại nói, công kích linh hồn, đối với linh hồn tổn thương cực lớn, hắn mới kim thân cảnh công kích linh hồn của bất hủ cảnh, thi triển một lần chính là cực hạn, lần thứ hai. Không có khả năng. Thanh âm chậm rãi của Minh U Huyền Quy vang lên. Tên này không chỉ bước đi chậm, thanh âm nói chuyện cũng không nhanh. Khung Mộc Thanh Giao gật đầu. Bọn chúng nắm giữ huyết mạch thượng cổ thần thú, cho dù linh hồn yếu kém, cũng tuyệt đối không phải tùy tiện người nào cũng có thể đánh tan. Huống chi công kích linh hồn, đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn tám trăm, coi như do người công kích, lại có thể thi triển mấy lần. Vừa dứt lời, Kim Linh Vân Hổ liền khôi phục lại, tức giận đến hoa hoa kêu loạn, gầm lên giận dữ, phò tới thanh niên trước mắt. Nó là thật nổi giận. Đường đường vương giả, bị một tiểu gia hỏa kim thân cảnh công kích linh hồn, rơi vào bất động. May mắn đối phương không có nhân cơ hội đánh lén, nếu không thật bị đánh bại, còn mặt mũi nào đi gặp các thuộc hạ. Cùng lắm thì cùng chết. Thấy nó nhanh như vậy khôi phục, Trương Huyền ở đối diện hình như khó tin, vẻ mặt trở nên trắng bệch, cắn răng một cái, tựa hồ thiêu đốt sinh mệnh, thi triển công kích. Còn muốn công kích, nằm mơ. Kim Linh Vân hổ cắn răng. Một lần đánh lén thì cũng thôi đi, chẳng lẽ thật cho rằng sau khi nó có đề phòng, còn có thể dùng công kích linh hồn. Đầu lâu hất lên, toàn bộ tinh thần tập trung, muốn chống cự đối phương công kích, mới vừa chuẩn bị sẵn sàng liền nghe trên bầu trời xuất hiện một tiếng rồn rập nghẹn ngào dường như có vật nặng gì tập kích tới nguy rồi trúng kế cảm nhận được áp lực lập tức rõ ràng đối phương mới vừa nói tiếp tục rõ ràng là gạt người đòn sát thủ chân chính ẩn giấu ở trên bầu trời vội vàng ngẩng đầu muốn nhìn một chút đánh lén là cái gì lần nữa cảm thấy một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ nghiền ép tới trong đầu choáng váng cái tên này vẻ mặt trở nên trắng là giả trong đầu mê muội Kim Linh Vân Hổ hiểu được. Có thể tiếp tục thi triển ra công kích linh hồn cường đại như thế, sao có khả năng vẻ mặt trắng bệch. Rõ ràng là cố ý ngụy trang suy yếu, để nó xem thường. Bành! Mới vừa rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đập ở trên đầu, để nó không tự chủ được lay động. Mặc dù không hiểu là vũ khí gì, nhưng có thể thoáng cái đập nó thành như vậy, chỉ ít cũng đạt tới đại thánh. Đây là viên gạch cấp bậc đại thánh khung mộc thanh giao ngây người. Hình như dùng mấy tấn kim nguyên linh thạch. Khóe miệng của Minh U huyền quy cũng co giật, đồng thời đầu óc có chút xoay không đến. Thứ này, toàn bộ đại lục cũng không nhiều, dùng cái đồ chơi này. Rèn viên gạch. Đây chính là kim nguyên linh thạch, thánh khí tuyệt phẩm tăng thêm một chút, liền có thể thuế biến thành đại thánh cấp. Quý giá như thế, làm ra mấy tấn, luyện chế thành viên gạch. Đại ca, người có thể nói cho ta biết, thứ này là tên khốn liếp nào luyện được không? Ta thể sẽ không giết hắn. Thời điểm hai đại thánh thú rung động, liền nghe viên gạch hưng phấn kêu lên. Ha ha, nhanh đầu hàng, nếu không có tin Kim Nguyên Đỉnh ta luyện người thành sỉ than hay không? Kim Nguyên Đỉnh, chẳng lẽ, thứ này là cái lô đỉnh? Khung Mộc Thanh Giao đột nhiên cảm thấy hàm răng ê ẩm. Ai mà nói cho ta biết, cái đống trên không kia? Nơi nào giống đỉnh? Cùng đỉnh có nửa xu quan hệ, chính ngươi như thế nào, trong lòng không có cân nhắc ư. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 134